cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 2361, chính là hắn muốn giết em. Âm thanh của gã đàn ông kia vừa vang lên, Diệp Oản Oản nhất thời sướng sờ, hắn mới vừa nói ai. Nhiếp vô danh, thậm chí, Diệp Oản Oản còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ bất quá, ở trong đêm khuya an tĩnh này, Diệp Oản Oản thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc. Nhiệm vụ gì, không chia cho tôi một phần sát thủ lạnh giọng cười một tiếng còn có thể là nhiệm vụ gì lần trước không phải là đã nói với anh rồi sao giết con gái hội trưởng trọng tài hội thù lao thế nào loại nhiệm vụ này anh cũng biết chúng ta phải chịu nguy hiểm cao thù lao dĩ nhiên là khá ổn thỏa nếu không tôi cũng lười làm gã ta trả lời diệp oản oản mặt đầy mộng bức không phải là đang chấp hành nhiệm vụ sao làm sao lại còn đi nấu cháo điện thoại lần sau có nhiệm vụ như vậy nhớ gọi tôi đó nha Sao nữa, lại thiếu tiền." Người đàn ông kia khẽ mỉm cười. "Lăng Miểu hiện tại đang điều trị, cần rất nhiều tiền." "Ừm, biết rồi, thiếu tiền cứ nói cho tôi biết, đợi tôi làm xong nhiệm vụ này, đến lúc đó sẽ đưa cho anh chút tiền. Còn nữa, Lăng Miểu, tôi cũng có hỏi giúp anh rồi đấy. Ở nước ngoài có một số chuyên gia, đến lúc đó tôi sẽ mời bọn họ tới xem tình trạng của Lăng Miểu một chút." Sau một hồi trầm tư, sát thủ mới tiếp tục nấu cháo. Được, thôi tạm không nói nữa, tôi bên này còn đang bận một chút. Sát thủ nói, hiểu rồi, cậu làm việc trước đi. Rất nhanh, gã đàn ông kia cúp điện thoại. Giờ phút này, ánh mắt của gã ta lần nữa rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên, dịch tiểu thư, thật ngại quá, mới vừa rồi có bạn gọi điện thoại tới, để cho cô chờ lâu. Chúng ta tiếp tục nào. Audio điện tử võ tấn bền bạn ngươi là nhiếp vô danh diệp oản oản nhìn chằm chằm gã ta khóe miệng co rúm lại sao hả muốn làm quen đáng tiếc ở chỗ này của tôi có phần khó thực hiện đấy gã ta lạnh giọng cười làm quen cái đầu ngươi diệp oản oản lập tức gọi điện thoại cho nhiếp vô danh có chuyện gì vậy âm thanh nhiếp vô danh từ một đầu khác của điện thoại di động truyền tới nhiếp vô danh bạn anh muốn giết em diệp oản oản vội vã tố cáo bạn anh muốn giết em." Âm thanh nhiếp vô danh có chút ngơ ngác. Diệp Oản Oản lập tức mở loa ngoài điện thoại ra, chính là cái vị bằng hữu mới vừa rồi gọi điện cho anh đấy. Đối tượng hắn chấp hành nhiệm vụ chính là em, chính anh nói chuyện với hắn đi." Không cho nhiếp vô danh có cơ hội đáp lại, Diệp Oản Oản trực tiếp ném thẳng cái điện thoại về phía gã sát thủ. Gã ta khẽ nhíu mày, sau khi nhận lấy điện thoại di động, lại trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lấy ra điện thoại của mình lần nữa gọi cho nhiếp vô danh. Alo, cậu nhận nhiệm vụ gì? Nhiếp vô danh đặt câu hỏi. Ám sát con gái của hội trưởng trọng tài hội dịch linh quân, dịch vân mạc. Gã sát thủ đáp lại, có chút hoài nghi nhân sinh. Cậu ám sát con gái của dịch linh quân, làm sao em gái tôi lại gọi điện thoại nói với tôi, cậu muốn ám sát con bé. Nhiếp vô danh càng nghi ngờ. Anh nói là nhiếp vô yêu, tôi ám sát nhiếp vô yêu. Nhiếp vô danh, đầu óc anh có phải là bị úng nước rồi không vậy hả anh chờ chút tôi cúp trước gã sát thủ trực tiếp cúp điện thoại sau đó một lần nữa mở chức năng gọi video tay trái gã sát thủ cầm cầm khẩu súng tay phải cầm điện thoại từng bước từng bước đến gần diệp oản oản rất nhanh diệp oản oản từ trên màn hình điện thoại di động của gã ta nhìn thấy nhiếp vô danh kk chính là hắn muốn giết em diệp oản oản hướng về trên màn hình nhiếp vô danh hô vang vô ưu nhìn thấy Diệp Oản Oản sau, nhiếp vô danh nhất thời sửng sốt. Thấy anh em nhận nhau, gã sát thủ hoàn toàn mộng bức tại chỗ cô là nhiếp vô ưu Không phải đâu, cô không phải là con gái của hội trưởng trọng tài hội, dịch vân mạc sao. Làm sao cô lại biến thành nhiếp vô ưu chương 2362, bị cự tuyệt 8 lần. Viên tiêu, tao sao 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 con miệng mày, sao 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 má mày, mày đi bốc sao 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 đi, nhiệm vụ cái sao 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 què. Nhiếp vô ưu mà mày cũng không nhận ra, nhiếp vô danh sổ thẳng một chàng chửi thề. Viên tiêu, Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn chằm chằm gã sát thủ kia. Lại là cái tên này, khó trách âm thanh có chút quen tai. Nhiều năm trước, Diệp Oản Oản vẫn còn đang ở tại Độc Lập Châu, thời điểm còn chưa đi Hoa Quốc, cũng đã nhận biết viên tiêu. Khi đó viên tiêu và nhiếp vô danh chung một nhóm lính đánh thuê, nhiếp vô danh và viên tiêu thường xuyên cùng nhau chấp hành đủ loại nhiệm vụ diệp oản oản cũng từng đi theo tham gia cùng bọn họ mấy lần diệp oản oản đưa một tay tháo chiếc khẩu trang đen của gã đàn ông kia ra sau khi thấy rõ gương mặt kia không khỏi cạn lời quả nhiên là viên tiêu viên tiêu cái thằng ngu này em gái tôi mà ít đi một sợi tóc cậu xem tôi có giết chết cậu không được rồi được rồi đừng có ở đó mà đanh đá chửi đồng lên như vậy nữa một chút tư chất cũng không có không phải anh cũng ngạc nhiên sao? Làm sao tôi biết con gái của hội trưởng trọng tài hội dịch Vân Mạc là Nhiếp Vô Ưu? Anh biết không?" Viên Tiêu cau mày. "Làm sao tôi biết?" Nhiếp Vô Danh tức giận đáp. "Nhiếp Vô Danh, anh sao sao sao, anh như cái sao sao sao, ngay cả anh ruột như anh mà còn không biết, làm sao tôi biết, anh còn ở đó mặt dày mà đi chửi tôi." "Cút đi." Viên Tiêu không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội tiếp tục chửi thề, trực tiếp cúp cuộc gọi video. Chỉ chốc lát sau, Viên Tiêu và Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau. Không giống, không được đẹp bằng lúc trước, làm sao em lại thay đổi nhiều như thế, đây còn không phải là dậy thì thất bại sao? Viên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bộ dáng tỏ ra vô cùng đau đớn. Diệp Oản Oản, điểm chú ý của cái tên này có phải là có vấn đề hay không, chẳng lẽ không phải là hắn nên hỏi chính mình, vì sao lại trở thành dịch vân mạc à? Còn nữa, dậy thì thất bại, mắt hắn bị mù sao? nàng rõ ràng là vịt hóa thiên nga đấy có được không nhiếp vô yêu em dở trò quỷ gì vậy không phải là em đang ở tại vân thành sao tại sao em lại chạy tới thiên thủy thành vậy còn trở thành thiên kim của dịch linh quân viên tiêu mặt đầy nghi ngờ mắc mớ gì tới anh diệp oản oản nói còn không đợi diệp oản oản nói tiếp điện thoại di động của viên tiêu lại vang lên viên tiêu tao sao 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 mày nhiếp vô danh hướng về viên tiêu tiếp tục chửi thề Nhiếp Vô Danh, già ngu sao sao sao? Viên Tiêu không cam lòng yếu thế, chửi xong lập tức cắt ngang cuộc gọi video. Nhiếp Vô Ưu, đại ca em thật không có tư chất. Viên Tiêu hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Viên Tiêu một cái, cách anh ấy chửi thề, không phải là học từ chỗ anh sao? Thảo Hán không đề cập tới cái dũng năm đó, những thứ kia đều là chuyện đã qua. Đúng rồi, trước đó anh nghe Nhiếp Vô Danh nói em mất tích mấy năm nay chạy đi hoa quốc chơi rồi tại sao viên tiêu hiếu kỳ hỏi đừng nói nhảm nữa đi bắt lại mạch điện nhà em dùm đi diệp oản oản tức giận nói anh biết cắt điện đâu có nghĩa là anh biết nối lại anh có đi hay không diệp oản oản nhíu mày lại được 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 chỉ chốc lát sau đèn của phòng khách rốt cuộc sáng lên diệp oản oản ngồi ở trên ghế salon quan sát tỉ mỉ viên tiêu nhiều năm như vậy cái ông anh này dường như một chút thay đổi cũng không có tướng mạo vẫn đẹp trai như lúc ban đầu không thấy giả đi mảy may diệp oản oản nhớ mang máng năm đó lúc ở độc lập châu viên tiêu từng tỏ tình tám lần với mình bị chính mình dứt khoát cự tuyệt đủ tám lần thấy viên tiêu muốn nói gì diệp oản oản kịp thời dừng lại đừng 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 anh là người tốt nhiếp vô yêu em bị khuyết tật hả làm sao em biết anh muốn nói gì viên tiêu vội la lên Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Viên Tiêu, quen rồi. Viên Tiêu, trước tiên em hỏi anh, rốt cuộc ai sai anh tới giết em? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe vậy, Viên Tiêu lắc đầu một cái, không có ai bảo anh tới giết em cả, người ta yêu cầu anh giết con gái của hội trưởng Trọng Tài hội dịch Vân Mạc. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm, kiềm nén văng tục vậy. Ai sai anh tới giết dịch Vân Mạc? Vấn đề này không thể để cho em biết, chúng ta phải tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, nếu không để cho người khác biết, anh còn làm ăn thế nào được. Viên tiêu nói, Diệp Oản Oản híp hai con ngươi lại, móc đường đao dưới bàn ra, cười với vẻ mặt đầy ôn hòa, ồ. Vấn đề mang tính nguyên tắc sao? Viên tiêu lập tức nghiêm mặt nói, thật ra thì anh đây vốn không theo nguyên tắc gì. Diệp Oản Oản giống, vậy còn không nói mau. Viên tiêu móc móc lỗ tai, mặt đầy vui vẻ yên tâm, cha, mặc dù em dậy thì có chút thất bại, nhưng cũng còn may, tính cách vẫn đáng yêu như vậy. Diệp Oản Oản, anh thích bị ngược sao? Trong quá khứ sao lại không phát hiện ra cái tên này thuộc thể loại thích tìm ngược vậy hả? Chương 2363, củi khô lửa cháy. Thật ra chuyện này không phải là anh không nói, mà là không thể nói. Viên Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về Diệp Oản Oản nói, nghề này của chúng ta cũng không phải là em không biết, nhiệm vụ không hoàn thành thì coi như xong đi nhưng nếu như anh đây còn đem tin tức và thân phận của người thuê tiết lộ ra ngoài. Vậy thì cũng quá đáng rồi, thậm chí ngay cả chính anh đều không nhìn nổi. Nghe viên tiêu nói vậy, khóe miệng Diệp oản oản khẽ co giật. Cái gã viên tiêu này là đang chơi đùa chiêu chọc mình sao? Suốt cuộc là anh có nói hay không? Diệp oản oản chừng viên tiêu một cái. Anh cũng muốn nói, nhưng thật sự không thể nói cho em biết. Nhưng có một vài điểm, thật ra thì với sự thông minh tài trí của em, Hoàn toàn có thể tự mình suy ra một chút. Chỉ cần phân tích chút xíu, nếu như con gái của hội trưởng trọng tài hội dịch Vân Mạc chết rồi, người nào sẽ nhận được chỗ tốt lớn nhất. Viên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấp giọng thì thầm. Viên Tiêu vừa dứt tiếng, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Ban đầu Dịch Linh Quân kiêu ngạo tuyên bố con mình trở về như vậy, cũng nói cho mọi người biết con gái của mình sẽ tiến vào trọng tài hội công tác, đây là đang hoàn toàn coi mình như một người nối nghiệp trọng tài hội bồi dưỡng một cách công khai. Lại khỏi cần phải nói, coi như là người nối nghiệp để bồi dưỡng, một điểm này cũng đã đủ để ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người. Mà tổn thất lớn nhất trong số này, chắc chắn là Tần hội phó của Trọng tài hội. Nếu như chính mình chưa từng xuất hiện, như vậy, đợi sau khi dịch linh quân kết thúc nhiệm kỳ, vị trí hội trưởng Trọng tài hội, tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định sẽ được trao cho Tần hội phó. Nhưng cùng với sự xuất hiện của mình, hết thảy đã thay đổi. Cho nên, ý của anh là, tần hội phó. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm viên tiêu, mở miệng hỏi. Nhiếp vô yêu, anh không hề nói là tần hội phó nha. Viên tiêu lắc đầu một cái, em nghĩ tần hội phó người ta bị ngu sao. Coi như là tần hội phó có cái ý này, hắn cũng sẽ không tự mình ra mặt đâu. Đừng nói là bản thân hắn, sợ là ngay cả một người của tần gia cũng sẽ không ra mặt. Lỡ đâu sự việc bại lộ, thì cũng không ai tra được trên đầu người của tần gia loại chuyện tìm người chết thay, cho tới bây giờ cũng không hề thiếu. Cho nên, ý của anh là, tần hội phó tìm một người chết thay, để cho kẻ này ra mặt cùng anh bàn bạc, đưa ra yêu cầu nhiệm vụ này. Vô luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không, coi như trọng tài hội có điều tra như thế nào, cùng lắm cũng chỉ tra ra được kẻ chết thay, sẽ không có mảy may quan hệ cùng tần hội phó. Sau một hồi trầm tư, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ha ha, vội yêu, đây là do chính em nói, anh cũng chưa từng nói hơn nữa anh cũng không hề nói là tần hội phó chẳng qua là anh thuận theo ý nghĩ của em đắn đo suy nghĩ một chút mà thôi chính em cũng nói có người chết thay anh dù có biết kẻ chết thay là ai nhưng làm sao có thể biết được kẻ chủ mưu đằng sau màn là người nào đây chính là do tự em suy đoán đó nha diệp oản oản nghe vậy ngưng thần trầm ngâm hiện tại trong lòng nàng hầu như đã có thể khẳng định kẻ muốn lấy mạng mình nhất định là không tránh khỏi dính líu quan hệ với tần gia. Mà kẻ gọi là người chết thay, trong miệng viên tiêu, vô cùng có khả năng là ân hành. Viên tiêu nói xong, đốt một điếu thuốc lá, giít một hai hơi, nhìn chằm chằm diệp oản oản còn đang trong trầm tư, vỗ bả vai của nàng một cái nói, được rồi, đêm khuya cô nam quả nữ củi khô lửa cháy, ở chung một phòng cũng không tiện lắm. Anh chạy trước, nếu không bị anh của em biết lại được tìm anh đánh cho ba ngày ba đêm. Có chuyện sẽ liên lạc lại khóe miệng Diệp Oản Oản co giật, củi khô lửa cháy cái cọng lông á. Rõ ràng một khắc trước hắn còn muốn giết nàng đây. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, nơi cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tiếp đó liền thấy cửa bị mở ra, Tư Dạ Hàn xuất hiện ở cửa, đi theo phía sau là Lâm Khuyết đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm nàng và Viên Tiêu. Chương 2364, ai có người yêu kẻ đó là chó. Diệp Oản Oản, nàng đây là đã gây ra nghiệp gì tư giả hàn làm sao lại vào thời điểm này chạy tới hơn nữa còn không một ai thông báo đúng rồi nàng nhớ rồi trước đó nàng từng nói qua với quản gia nếu như người đến là tư giả hàn không cần thông báo có thể trực tiếp để cho anh đi vào hiện tại thật đúng là mang đá đập lên chân của mình diệp oản oản gần như tan vỡ đứng lên a à, a à cửu tại sao anh cũng tới nàng quả thật là muốn chết mà số mạng nàng sao lại xui xẻo đến vậy, mỗi lần đều để bảo bảo nhà nàng thấy phải loại hình ảnh này. Quả thật là đen như quả. Sau khi tư giả hàn nhìn thấy người trong phòng, thần sắc chẳng qua chỉ khẽ run lên, không nói gì, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tập trung nhìn viên tiêu ở bên cạnh nàng. Lâm khuyết ở phía sau thấp giọng thầm thì, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Là chuyện gì đây? Diệp oản oản nhất thời xù lông, cô nam quả nữ cái con mẹ anh. Là sát thủ tối nay qua đây định giết tôi. Biểu cảm của Lâm Khuyết có chút khó mà hình dung, cửu tẩu, tôi cảm thấy cô nên mượn một cái cớ khác có chỉ số thông minh cao hơn chút đi. Đây là sự thật có được không? Bảo bảo, anh khẳng định là tin tưởng em đúng không? Diệp Oản Oản đầy đáng thương nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn, anh tin. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, mặt Lâm Khuyết lại đầy biểu cảm không cách nào tin nổi, ngay cả Viên Tiêu cũng đều có chút khiếp sợ, vậy mà cũng tin lâm khuyết quả thực không nhịn được nói cửu ca anh bị ngốc sao vậy mà anh cũng tin nếu như người nọ là sát thủ vậy tại sao hắn lại không giết cô ấy diệp oản oản mặc dù rất muốn đánh lâm khuyết nhưng mà đối với chuyện này diệp oản oản càng không có cách nào phản bác lúc này ở bên cạnh viên tiêu cười híp mắt đi tới trước vừa ung dung thản nhiên quan sát tư giả hàn thân mặc chiếc áo gió màu đen vừa ung dung mở miệng nói à thật ra thì cô ấy không hề lừa các người tôi chính là sát thủ kia mà. Bất quá, nói đến thật trùng hợp, tôi nhận nhiệm vụ, sau khi chạy tới mới phát hiện, đối tượng nhiệm vụ lại là người yêu cũ của mình, vì vậy tự nhiên liền không hạ thủ được à nha. Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn, Lâm Khuyết kinh ngạc đến ngây người, người yêu cũ. Diệp Oản Oản đã sắp bị chọc tức chết, anh im miệng đi, em quen anh lắm sao? Rõ ràng là anh đơn phương, một lòng mang ý đồ xấu với em có được không? Viên tiêu lắc đầu than thở, ai ai ai, đã biết khi yêu là khổ đau, chỉ nghe người mới cười, nào thèm nghe người cũng khóc. Tiểu vô yêu, em quá làm cho anh thất vọng, làm sao em lại sẽ vừa ý thứ người như vậy. Nhìn một cái là thấy vừa lạnh lùng lại khó chịu vừa không thú vị, không thể bồi em chơi được. Vậy mà vừa nói là sẽ cùng anh lưu lạc nơi chân trời đấy. Diệp oản oản chừng hắn, chơi cái con nghệ anh, em đây chỉ thích ở lì trong nhà, không đi đâu cả. Viên tiêu mặt đầy tố cáo, được được được, chơi con mịa anh, vậy mà ngày xưa em nói là trung hội ép, a à chọn đời, ai có người yêu kẻ đó là chó đấy. Sao ép, a à, forever alone cô đơn chọn trời. Diệp oản oản, go, go go go, nàng liền nguyện ý làm chó đấy, thì đã sao? Viên tiêu, xem như em lợi hại. Lâm Khuyết cũng bị sự vô sỉ của Diệp Oản Oản làm kinh động. Ánh mắt tư giả hàn hơi nhíu lại, xảy ra chuyện gì? đây chính là địa bàn của dịch linh quân làm sao sẽ có thể có sát thủ bảo bảo anh ngồi đi anh ngồi xuống đá từ từ em giải thích với anh diệp oản oản ôn nhu như nước nhìn tư dạ hàn quay đầu lập tức cho viên tiêu một ánh mắt cảnh cáo viên tiêu mặt đầy bi phẫn một bộ biểu tình như đang nhìn cặn bã nam một dạng nhiếp vô yêu thật sự anh không ngờ em lại là loại người thấy sắc quên bạn xem ra anh đã thực sự nhìn lầm em rồi Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, em lúc nào lại không phải. Được được được, chỉ trách anh năm đó trẻ người non dạ, không thấy rõ là người hay là chó. Viên tiêu giận đến nghẹn họng, mở cửa sổ ra, nhảy một cái biến mất không thấy đâu nữa. chương 2365, mỗi ngày đều qua bổi em. Đệt, lời thoại của tên khốn này sao lại hư cấu như vậy? Nói cứ như thể nàng là một tên cặn bã nam. Diệp Oản Oản theo bản năng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nào còn có thể thấy được bóng người nào. Không thể không nói, viên tiêu này, thật sự là tới vô ảnh đi vô tung. Trung quanh nơi này đã sớm được dịch linh quân an bài rất nhiều thủ vệ và tai mắt, nhưng kết quả vẫn để cho viên tiêu nghênh ngang xông vào. Nguyên bản, Diệp Oản Oản còn suy nghĩ đắn đo, những thủ vệ và tai mắt này, có khi nào có người của tần hội phó ở trong hay không, cho nên nhìn thấy viên tiêu cũng làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy không quá có khả năng. Những người này đều là Dịch Linh quân tự mình chọn lựa, không có khả năng có quan hệ gì cùng Tần Hội phó. Sau khi Viên Tiêu đi, Diệp Oản Oản lập tức dính lấy Tư Dạ Hàn, hí hí, bảo bảo thấy em ngoan ngoãn không, hoa đào tới em đều tự mình bóp. Giờ phút này, ý lạnh nơi đáy mắt Tư giả Hàn toàn bộ đều đã hóa thành sắc màu ấm, trong ánh mắt tràn đầy sự không đồng ý, sau này đừng nói mình như vậy. Diệp Oản Oản lập tức đáp vậy có là gì, anh vui vẻ là được rồi nha. Lâm khuyết yếu ớt lầm bầm, thật ra thì tôi cảm thấy những gì cô ấy nói đều là sự thật, là nhận thức của cửu ca đối với cửu tẩu có sai lầm thì có. Tư giả hàn lạnh nhạt lườm lâm khuyết, lâm khuyết lập tức ngậm miệng. Vâng vâng vâng, vợ anh tốt nhất, vợ anh là thuần khiết ngây thơ nhất, vợ anh là tiểu thiên sứ thiện lương nhất thế giới. Sau khi ngồi xuống, Diệp Oản Oản bắt đầu giải thích với tư giả hàn, tối nay có người phái sát thủ ám sát em đó nha kết quả sát thủ kia nhận một cuộc điện thoại, lại là anh em gọi tới. Sau đó em mới phát hiện sát thủ này người quen cũ của em trước đây, là một người đồng đội của anh em, gọi là Viên Tiêu. Lâm Khuyết nghe vậy, có chút kinh ngạc, có người phái sát thủ ám sát cô. Hiện tại cô đang là dịch vân mạc đấy, ai gan to như vậy? Diệp Oản Oản nói, vấn đề này, Viên Tiêu không nói. Bọn họ có quy củ, không thể tiết lộ tin tức người thuê. Bất quá trong thông tin anh ta tiết lộ, cơ bản cũng có thể đoán được là ai. Tần Tung, Tư Dạ Hàn nói thẳng ra một cái tên, bất quá, hắn sẽ không trực tiếp ra mặt, mà kẻ có khả năng thay thế hắn làm chuyện này nhất, là ân hành. Diệp Oản Oản lập tức mặt đầy sùng bái, bảo bảo anh thật là quá cơ trí. Em còn chưa nói gì cả, anh đã đoán ra được toàn bộ. Thấy sắc mặt Tư Dạ Hàn khó coi, Diệp Oản Oản vội lên tiếng trấn an, bảo bảo đừng lo lắng, không phải là em đây không có việc gì sao thật ra thì tần hội phó bên kia không đáng sợ, dầu gì còn có dịch linh quân chống lưng đây. Hơn nữa nói chung cái thân phận này của em cũng là giả, tùy thời có thể tìm một cơ hội thích hợp thoát ra, cho nên sẽ không có nguy hiểm. Người thật sự khiến nàng lo lắng, vẫn là ân duyệt dung. Lần trước sau khi cố gắng vạch trần nàng thất bại, ân duyệt dung vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng nàng có trực giác, chắc chắn ân duyệt dung sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư giả hàn cũng biết Diệp Oản Oản nói không sai, chẳng qua là anh không muốn để xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì. Bắt đầu từ tối nay, anh đều sẽ qua nơi này bồi em. Tư dạ hàn nói. Diệp oản oản nghe vậy nhất thời sướng sờ, còn người sáng rực lên, gật đầu như giã tỏi, có thật không? Được được được, vạn vạn không ngờ tới, nàng lại sẽ có thể nhân họa đắc phúc. Bất quá, nếu như tư dạ hàn qua đây bồi nàng, nàng nhất định phải dặn dò quản gia thật kỹ, trông chừng cho tốt, muôn ngàn lần không thể để xảy ra chuyện tương tự đêm nay một lần nào nữa. Tam trưởng lão bên kia đừng lo lắng, ông ấy đã được thả rồi. Tư giả hàn thông báo. Diệp hoàn hoàn, vậy thì tốt. Xem bộ dáng là bởi vì tam trưởng lão đã không còn giá trị lợi dụng, cộng thêm áp lực từ tư giả hàn bên này, cho nên ân duyệt dung đã thả người. chương 2366, bắp đùi đặc biệt to. Đúng rồi, gần đây anh họp vẫn thuận lợi chứ. Diệp Oản Oản hỏi. Tư giả Hàn, có dịch hội trưởng ủng hộ, trước mắt coi như thuận lợi. Cộng thêm Diệp Oản Oản bên này dùng thân phận của dịch vân mạc công khai cùng anh diễn kịch ân ái, cũng tranh thủ được cho tư giả Hàn không ít sự ủng hộ. Diệp Oản Oản trầm ngâm, theo em được biết, cải cách lớn như vậy, coi như là có dịch linh quân ủng hộ, cũng không dễ dàng thông qua như vậy đi. Em còn nhớ trọng tài hội có quy định, sửa đổi dự luật quan trọng, cần được toàn thể hội đồng thành viên đồng ý mới được. Tư giả hàn, ừm, diệp oản oản. Cho nên, coi như là bọn họ giải quyết tất cả mọi người, cửa ải ân duyệt dung kia làm sao qua. Dựa theo tính cách của ân duyệt dung, tuyệt đối không có khả năng tán thành thông qua dự luật này. Nhất là sau khi Diệp Oản Oản biết được chuyện năm đó của Ân Duyệt Dung và Tư Hoài Trương, thì càng khẳng định điểm này. Năm đó Tư Hoài Trương bỏ trốn cùng một cô gái ở bên ngoài độc lập châu, làm sao Ân Duyệt Dung có thể đồng ý cho phép thoải mái lấy nhau đừng lo lắng, đáy mắt tư dạ hàn thoáng qua một vệt âm vụ, mỗi một người đều có nhược điểm, bà ta cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là, không tới loại mức độ đó, anh cũng không muốn dùng loại phương pháp này. Anh thật vất vả mới từ trong vũng bùn bò ra ngoài, không muốn trở thành giống như bà ta. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên, là nhiếp vô danh gọi tới. Diệp Oản Oản lập tức nối điện thoại, alo, ca ca. Vô ưu thằng nhóc phiên tiêu kia đâu, đi chưa, nhiếp vô danh lập tức truy hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu, vâng, đã đi rồi. Em ở nhà một mình cẩn thận một chút, nhiếp vô danh dặn dò. Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, không có chuyện gì, ta cửu ở đây. Nhiếp vô danh nghe thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhỏm nói, ồ, có em dễ sao? Vậy thì tốt, anh đây an tâm. Diệp Oản Oản, anh ấy đối với tư giả hàn thật đúng là đủ yên tâm nhiếp vô danh hơi trầm mặc chốc lát, ngay sau đó hạ thấp giọng dặn dò, vô ưu anh biết em và em rể vẫn đang tập trung tâm tư cho chuyện dự luật, cũng biết chuyện này gian nan biết bao nhiêu. Hai em không cần miễn cưỡng, nếu dễ dàng như vậy, tranh chấp cũng đã không kéo dài đến hiện tại. Đến mức anh phải mang theo lăng miểu rời khỏi độc lập châu. Bây giờ, sự thay đổi của nhiếp vô danh thật sự rất lớn, tất cả lệ khí oán hận lúc trước trên người đều đã trầm lắng lại. Ở tại một khắc kia, khi anh đối địch cùng với cả thế giới, mà nàng lại bất chấp tất cả đứng bên cạnh anh, tâm hồn anh đã được cứu rỗi. Cộng thêm Lăng Miểu chưa chết, lần nữa cho anh hy vọng, rốt cuộc khiến cho anh buông lỏng tinh thần. Diệp Oản oản sắc mặt ôn nhu, mở miệng nói, "Ca ca, chuyện còn chưa đến một bước này, hơn nữa hy vọng vẫn rất lớn." Em ôm được một cái bắp đùi đặc biệt to, ặc, à, cũng không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, là cái bắp đùi kia tự đưa tới để cho em ôm nhiếp vô danh nghe mà đầu óc mơ hồ bắp đùi đặc biệt to ai vậy diệp oản oản cha em dịch linh quân nhiếp vô danh một hồi lâu sau nhiếp vô danh vội hỏi đúng rồi anh còn chưa hỏi em đây rốt cuộc làm sao em lại trà trộn vào được dịch ra dịch linh quân bị mù từ khi nào vậy con gái mình đều có thể nhận sai sao diệp oản oản nếu như em nói là dịch linh quân buộc em nhất định phải làm con gái ông ta thì sao đầu kia điện thoại di động nhiếp vô danh đột nhiên gia tăng âm lượng thấy rõ, em rể, em rể, em ở đâu? Anh cảm thấy em cần phải quan tâm một chút về trạng thái tinh thần của em gái anh. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động rời cách xa tư dạ hàn một chút, đi sang một bên. Trạng thái tinh thần của em rất tốt. Diệp Oản Oản tức giận giải thích một chút về tình huống cho nhiếp vô danh, để cho anh ấy bên kia yên tâm, vừa vặn cũng nhờ anh giúp che giấu một chút. Nếu không cha mẹ biết nàng len lén chạy tới thiên thủy thành tìm tư dạ hàn, nhất định sẽ tức giận sáng sớm hôm sau sắc trời dần dần phát sáng đã sắp đến thời gian họp mỗi lần họp tư dạ hàn chưa bao giờ tới trễ nhưng mà giờ phút này anh nhìn cô gái đang rúc vào người mình như chú mèo con kia căn bản không nỡ nhúc nhích bỏ đi chút nào mãi đến khi cửa phòng bị người gõ sau đó một vị nữ quản gia bưng chiếc khay đi vào đại tiểu thư nữ quản gia còn chưa dứt lời ánh mắt rơi ở trên giường lại thấy trên giường đại tiểu thư nhà mình có nhiều hơn một người đàn ông. Loảng xoảng, một tiếng, trong lúc nữ quản gia đang kinh sợ, trực tiếp làm rơi chiếc khay trên tay. Ngô quản gia, sao vậy? Sau lưng truyền tới âm thanh đầy khẩn trương của Dịch Linh Quân. Sau đó, Dịch Linh Quân vội vàng lắc mình đi vào, tiếp đó cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người trên giường, ngây dại. Chương 2367, cho là em ăn chay sao? Hội trưởng chuyện này nữ quản gia xứng sờ chỉ chốc lát sau nhận ra người đàn ông trên giường nhất thời càng thêm kinh ngạc đây không phải là quản lý tư sao đại tiểu thư cũng có phần quá kinh thế hãi tục vốn bà cho là đại tiểu thư chẳng qua chỉ là biểu đạt một chút hảo cảm đối với quản lý tư hiện tại mới mấy ngày vậy mà lại có thể đẩy được người ta lên giường rồi hơn nữa tựa hồ là người ta đã có vị hôn thê rồi đi a à, thật ồn diệp oản oản bị tiếng động đánh thức Tư giả hàn khẽ nhíu mày, xoa xoa đầu của thiếu nữ Trần An, không có việc gì, ngủ thêm chút đi em. Vâng, âm thanh ôn nhu nhất thời khiến cho Diệp Oản Oản lại tiến vào mộng đẹp. Tư giả hàn đứng dậy, động tác nhẹ vô cùng, nhìn về phía dịch linh quân, ra hiệu mời ông đi ra ngoài nói chuyện. Hội trưởng, mời. Dịch linh quân nhìn bộ dáng không tim không phổi của Diệp Oản Oản, giận đến chừng mắt lườm anh một cái, ngay sau đó cho quản ra lui, đi theo tư giả hàn đến phòng khách vì vậy trong phòng khách liền chỉ còn lại có tư giả hàn và dịch linh quân hai người quản lý tư chuyện ngày hôm nay cậu có nên giải thích với tôi một chút hay không sắc mặt dịch linh quân có chút khó coi là lỗi của tôi tư giả hàn vậy mà lại không giải trình trực tiếp nhận sai thái độ này nhất thời khiến cho dịch linh quân có giận cũng không bộc phát ra được ồ vậy cậu nói một chút cậu sai ở chỗ nào dịch linh quân sụ mặt hoàn toàn bày ra tư thái cha vợ khảo nghiệm con rể so với cha ruột nhiếp hoài lễ còn có tư thái hơn tư giả hàn đáp hẳn là tôi nên cân nhắc về ảnh hưởng đối với oản oản dịch linh quân hừ một tiếng cậu còn biết ảnh hưởng coi như cậu và nha đầu nhà tôi đang lui tới nhưng dù sao còn chưa kết hôn cứ như vậy cùng nhau qua đêm vậy còn ra thể thống gì tư giả hàn hội trưởng nói cực phải tóm lại vô luận dịch linh quân nói cái gì tư giả hàn đều nghiêm túc nghe, không biện giải cho mình, cũng tuyệt đối không cãi lại, còn chủ động thừa nhận sai lầm. Bất quá nói được có mấy câu, sự tức giận của dịch linh quân đã tiêu mất hơn phân nửa. Dịch linh quân hài lòng gật đầu, cậu hiểu được là tốt rồi, chính cậu không thành vấn đề, nhưng Trung Quy phải chú ý danh tiết cho con gái nhà người ta. Dịch linh quân đang thực thi nghĩa vụ của một người cha, nghiêm túc giáo dục con rể tương lai. Lúc này, trên lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân bảo bảo, tiếp đó, liền thấy Diệp Oản Oản lim dim lưỡng thứng từ trên lầu đi xuống. Mặc dù ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn tinh chuẩn cảm ứng được vị trí của tư dạ hàn, trực tiếp đi thẳng về phía anh. Ánh mắt tư dạ hàn ôn nhu trong nháy mắt, dậy rồi. Diệp Oản Oản đi tới sau lưng ghế salon, tư dạ hàn quay đầu, nàng lập tức cúi đầu một cách đầy tự nhiên, vừa hôn cái chụt, trên gò má anh một cái, còn vừa oán trách, đã nói là ngủ với em rồi mà, làm sao nửa đường lại chạy biến mất không thấy đâu vậy hả? À, ờ, hoàn toàn không thấy được trên chiếc ghế salon đối diện tư dạ hàn còn có người. Tư dạ hàn nói, oản oản, dù sao chúng ta chưa kết hôn, vẫn là nên chia giường ra ngủ thì thích hợp hơn. Diệp oản oản nghe vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không thể tin nổi, anh nói cái gì? Chia giường ngủ, quen nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh cho là em ăn chay sao? Tư giả hàn, dịch linh quân. Dịch linh quân mới vừa rồi vẫn còn đang đầy, chính nghĩa, giáo dục con rể, vào lúc này nghe thấy lời của con gái, mặt đều đã đen rồi. Tư giả hàn bất đắc dĩ khẽ đẩy cô gái đang quấn dính lấy mình ra, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế salon ở bên cạnh mình, dịch hội trưởng tới rồi. Lúc này rốt cuộc diệp oản oản mới chuyển ánh mắt nhìn về phía đối diện, ô, cha, sao cha lại tới đây vậy? Dịch linh quân, ha ha, cuối cùng cũng phát hiện là còn có một người cha đang ở đây sao? chương 2368, bắp đùi phải ôm cho đủ vốn. Nhìn lấy biểu cảm, thần thái của dịch linh quân, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, lập tức tiến lên trước, kéo lấy cánh tay của dịch linh quân, cha, con đã nghe nói, chuyện liên quan tới sửa đổi dự luật quan trọng, cha đã giúp A Cửu không ít việc. Nghe tiếng, dịch linh quân nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, bĩu môi, yô, không tệ nha, còn biết chuyện này cơ đấy chuyện này chắc chắn là biết hà nha cha giúp a cửu như thế a cửu cảm kích trong lòng suốt ngày cứ kể cho con nghe những việc này nói là sau này chúng con phải hiếu thuận cha thật tốt diệp oản oản mặt đầy ý cười lúc này dịch linh quân nghiêng mắt nhìn về phía tư Dạ hàn tiểu tử này cũng tính là có chút lương tâm nhận ra được ánh mắt nhắc nhở của bà xã nhà mình tư Dạ hàn không hề nói gì lựa chọn ngầm thừa nhận hội trường còn có chuyện muốn báo cáo với ngài. Tư giả hàn nhìn về phía dịch linh quân nói. Thấy thần sắc tư giả hàn đầy nghiêm túc, dịch linh quân nghiêm nghị nhìn sang anh, làm sao? Tư giả hàn kể vắn tắt chuyện đêm nay với dịch linh quân một lượt, khiến dịch linh quân sau khi nghe tư giả hàn báo cáo xong, lại lâm vào trong trầm tư. Chuyện có người muốn ám sát Diệp Oản Oản, dịch linh quân đã biết trước đó vài ngày. Khi đó ông cho Diệp Oản Oản, bảo bối, đủ để tự vệ, nhưng không nghĩ tới, Diệp Oản Oản lại có thể quen kẻ ám sát, cũng lấy được một chút tin tức. Dựa theo tư giả dạ Hàn suy đoán, kẻ chủ mưu sau màn này là Tần hội phó, mà kẻ tự mình ra mặt chính là Nghĩa Tử Ân gia, Ân Hành. Nếu như nói, theo lẽ thường để suy đoán, dường như đúng là như vậy. Nhưng trọng tài hội làm việc, cũng không phải dùng suy đoán, mà cần chứng cứ. Chưa kể hết thảy những thứ này cũng chỉ là suy đoán, cho dù có kẻ ám sát ra mặt làm chứng muốn vặn ngã một vị hội phó trọng tài hội cũng căn bản là không thực tế. Cái gọi là chứng cứ phải là chứng cứ có tính xác thực. Trọng tài hội tuyệt đối không có khả năng chỉ nghe lời nói một phía của một tên sát thủ mà đi luận tội bất luận kẻ nào. Thủ phạm thật đằng sau chuyện này, các con cũng không cần tiếp tục quan tâm nữa. Chỉ chốc lát sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, mở miệng nói. Nghe Dịch Linh Quân nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sướng sờ mặt đầy khó hiểu, cha. Vậy làm sao có thể mặc kệ không điều tra chứ? Đối tượng người ta muốn ám sát, chính là con gái bảo bối của cha, hội trưởng trọng tài hội đấy. Người ta chĩa mũi rùi cũng không phải là vào dịch vân mạc, mà là cha. Thế này mà cha đều có thể nhẫn nhịn. Có bắp đùi to làm sao có thể không ôm? Dĩ nhiên là Diệp Oản Oản đã quyết định chủ ý, phải ôm cho đủ vốn. Dịch Linh Quân liếc Diệp Oản Oản một cái, làm sao có thể không hiểu được, Trò khôn vật, của nha đầu này, con nghĩ là người khác đều ngốc giống như con sao? Đã có người dám mời sát thủ tới ám sát con gái của ta, vô luận chuyện này thành công hay không, người đó cũng sẽ không sợ trọng tài hội điều tra, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong sách lược vẹn toàn. Nếu như giống như các con suy đoán như vậy, là Tần hội phó thao tác ở phía sau, vậy thì càng không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian. Tần Tung không có khả năng để cho các con điều tra ra cái gì. Đừng nói là hai người các con coi như là ta nhất định cũng không điều tra ra được gì tư giả hàn cũng không mở miệng nói gì chẳng qua chỉ trầm tư chốc lát thật ra thì điều dịch linh quân nói hết sức chính xác điểm đột phá duy nhất của sự việc này chính là tên sát thủ kia nhưng cho dù sát thủ có nguyện ý vi phạm nguyên tắc ra mặt làm chứng chống lại tần hội phó và ân hành nhưng chứng cớ đâu ai có thể bảo đảm không phải là dịch linh quân vì lót đường cho con gái ông ta dịch phân mạc cố ý tìm một tên sát thủ đi ra đổ oan cho tần hội phó, diệt trừ khối chướng ngại vật đang cản đường dịch vân mạc trở thành hội trưởng trọng tài hội. Suốt dây động rừng, không có chứng cứ có tính tuyệt đối, chỉ tổ làm cho người khác nắm được cán, cắn ngược lại một cái. chương 2369, cha, con gái sai rồi. Cha, nói vậy mà coi được sao, hu hu, con đây cứ để vậy cho người ta trắng trợn ám sát con gái hội trưởng trọng tài hội như con cũng quá thảm rồi đi. Ai có thể ngờ có kẻ hết lần này tới lần khác ám sát con, mà vẫn không thể định tội người khác, cõi đời này có đạo lý như vậy sao? Diệp oản oản nhíu chặt chân mày. Dịch linh quân sắc mặt nghiêm túc, trầm tư chốc lát, một giây kế tiếp, vậy mà lại gật đầu một cái, trước mắt mà xem, thì chính là như vậy. Diệp oản oản, nàng không muốn làm con gái lão nữa rồi. Diệp oản oản cười híp mắt nói, dịch hội trưởng, hay là chúng ta chọn một ngày lành giờ tốt đoạn tuyệt quan hệ cha con đi mặt dịch linh quân nhất thời tối sầm lại nhà đầu chết tiệt lặp lại lần nữa thử xem diệp oản oản có sao nói vậy nha tôi đây chính là có sao nói vậy một bên tư giả hàn thần sắc bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu cô gái oản oản không nên vô lễ đối với hội trưởng như vậy cảm nhận sự ấm áp nơi đỉnh đầu diệp oản oản nhất thời chuyển sang trạng thái nhu thuận như tiểu bạch thỏ cha con gái sai rồi. dịch linh quân ha ha hội trưởng đại nhân đã như vậy vậy thì điều tra dần dần vậy. tư giả hàn tiếp tục nói chuyện chính. dịch linh quân lườm diệp oản oản một cái ngay sau đó mở miệng nói ừ um, chuyện này cũng có thể được nếu quả thật là tần hội phó thao túng ở sau lưng hắn muốn diệt trừ con gái của hội trưởng gấp như vậy có thể là vì hai nguyên nhân thứ nhất dịch vân mạc lo lắng con đường thăng tiến lên hội trưởng. Thứ hai, tần hội phó mấy năm nay, chỉ sợ cũng đã làm ra những chuyện không sạch sẽ. Nếu như dịch vân mạc lên làm hội trưởng, dựa theo thông lệ, điều tra kỹ trọng tài hội, rất có thể những chuyện không sạch sẽ tần hội phó từng làm, sẽ bị tra ra. Tư giả hàn phân tích. Ừm, um, cậu nói đúng. Theo tôi được biết, tần tung đúng là có chút việc không thể lộ ra ngoài. Trước đó cũng không để ý mấy, bất quá, sau này tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen. Dịch linh quân khẽ mỉm cười. Vài ngày sau, Ân gia. Ân hành sắc mặt âm trầm, hắn vạn vạn không ngờ tới, Viên gia đi ám sát vậy mà cuối cùng lại thất bại. Hơn nữa, Viên gia đã trả lại tiền đặt cọc cho mình, hủy đơn hàng nhiệm vụ này. Với thực lực phong xa của Viên gia, đừng nói ám sát một cô nàng Dịch Vân Mạc, coi như là ám sát tất cả cao tầng trọng tài hội trừ Dịch Linh quân gia, hẳn là hắn đều có thể làm thuận lợi. Tại sao, lần này lại thất bại? ân hành căn bản không có tâm tư suy nghĩ thêm nhiều gì. Lần ám sát này thất bại, đối với hắn mà nói, là một nguy cơ khá lớn. Tuy nói, trọng tài hội bên kia, không có khả năng có chứng cứ gì, nhưng chuyện này căn bản chính là trắng trợn bày ra trên mặt bàn. Trong lòng hội trưởng khẳng định hiểu rõ như gương sáng nhất định là không thoát được quan hệ với tần hội phó. Mà tần hội phó không có khả năng tự mình đi tìm sát thủ. Mà chính hắn thân là người nhà họ ân, chính là kẻ khả nghi lớn nhất a à trung chuyện trước đó cậu nói là tin chính xác phải không dịch vân mạc và nhiếp vô yêu đó lớn lên giống nhau như đúc ân hành nhìn về phía gã đàn ông bên cạnh vâng tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì phu nhân vẫn luôn luôn hoài nghi chẳng qua là không kiểm chứng được mà thôi tôi thật sự không hiểu trên thế giới này làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy hai người trưởng thành giống nhau như đúc mà lại không phải là sinh đôi a à trung thấp giọng nói Vậy có khả năng này hay không? Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu chính là chị em ruột. Hoặc có lẽ là là Nhiếp Vô Ưu có quan hệ máu mủ gì đó với Dịch hội trưởng. Ân Hành cao mày nói: "A, à, thiếu gia, chuyện này là không thể nào đi, coi như là mẹ của Nhiếp Vô Ưu phản bội cha cô ta và có cái gì đó với hội trưởng, vậy thì Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc cùng lắm cũng chỉ là cùng một mẹ, cũng không tính là cùng một người cha cơ mà. Làm sao có thể lớn lên giống nhau như đúc?" A Trung nói chương 2370, đúng là đã sinh một đứa con. Ân hành trầm tư chốc lát nói, lúc nào phu nhân sẽ trở lại. Lần này phu nhân bị hội trưởng sắp xếp đi ra ngoài công tác, phòng chứng ít nhất phải mất thời gian một tuần. A Trung trả lời, nghe lời nói này, khóe miệng ân hành khẽ nhếch lên, được à nha, chờ mẹ về, tôi sẽ tặng cho mẹ một món quà lớn. Mẹ không điều tra ra, tôi ngược lại muốn tự điều tra một chút. Nếu như cha ra dịch vân mạc kia là giả mạo, như thế, người hắn ám sát sẽ không phải là con gái của hội trưởng. Cứ như vậy, coi như chuyện ám sát cha ra được trên đầu của hắn, dịch linh quân cũng sẽ không làm gì được hắn, nguy cơ của hắn cũng sẽ được giải trừ. Không chỉ như thế, nếu thực sự cha ra được kẻ giả mạo, hắn đại khái có thể nói mình là vì diệt trừ gian tế, không chỉ không sai, ngược lại còn có công. Thiếu ra, sợ rằng chuyện này không dễ dàng. A Trung trầm tư nói: Nữ nhân kia thật không đơn giản. Thiếu ra, ngài nghĩ đi. Ngay cả thủ đoạn của phu nhân đều không có biện pháp gì bắt cô ta. Lần trước cái gã Tam trưởng lão không sợ minh đó theo dõi phu nhân bị bắt, phu nhân liền dùng kẻ này để so xét, kết quả đều không điều tra ra được cái gì. Coi như nữ nhân kia thật sự là nhiếp phu yêu giả mạo, cũng là một người đàn bà tâm địa sắt đá, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Người của không sợ minh. Nghe A Trung nói vậy ân hành như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát sau khóe miệng ân hành giãn ra lạnh giọng cười nói đúng rồi nhiếp vội yêu và tư giả hàn nghe nói có sinh ra một đứa tiểu tạp chủng đúng không đúng là đã sinh một đứa con đoán chừng cũng đã 4-5 tuổi rồi trước mắt ở tại nhiếp gia vân thành a à, trung gật đầu một cái rất tốt ân hành không nhanh không chậm mở miệng cười nói sống chết của trưởng lão không sợ minh nhiếp vội yêu không quan tâm vậy nếu như là con trai ruột của ả, à, tôi tin tưởng hẳn là ả à sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Thiếu ra, chuyện này ngài nên cẩn thận nghĩ lại đã. Trên chán A Trung thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, nếu như vị Dịch Vân Mạc kia thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo cũng liền thôi đi. Nhưng nếu như không phải là giả mạo, cô ta đúng thật là con gái của hội trưởng. Ồ, nếu như Dịch Vân Mạc quả thực không có quan hệ với Nhiếp Vô Ưu, tôi đây bắt con trai của Nhiếp Vô Ưu cũng không có liên quan gì tới dịch vân mạc cả. Chẳng lẽ dịch vân mạc sẽ bởi vì một đứa nhóc con xa lạ mà gây khó dễ cho tôi sao? Mặt ân hành đầy lơ đánh. Lời này đúng là không sai, nhưng mà thiếu ra, lo lắng của tôi nói chung không phải là dịch vân mạc. Ngài phải hiểu rõ một chút, con trai của nhiếp vô yêu, cũng chính là con trai của tư giả hàn. Tư giả hàn là hạng người gì, ngài hẳn phải biết. Nếu như ngài trói con trai của tư giả hàn, tôi sợ rằng tình cảnh của thiếu gia ngài. A Trung muốn nói lại thôi. Nhắc tới thủ đoạn ngày xưa của vị đại thiếu gia đã rời khỏi ân gia kia, sống lưng A Trung không khỏi có chút lạnh buốt, tê dại cả người. Lúc này, hàn quang trong mắt ân hành không ngừng lóe lên, lạnh lùng nói, làm sao? Nếu như con trai của tư giả hàn ở trên tay tôi, hắn còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Huống chi, phu nhân sau đó không lâu sẽ trở về rồi, tôi đây chỉ là đi đón cháu nội của phu nhân về, để cho thằng nhóc ở cùng bà nội của nó một thời gian ngắn, có vấn đề gì không? Thiếu gia, cao tay, thật sự là cao tay, nếu đã như vậy thì một chút xíu vấn đề cũng không có. A à, Trung giơ ngón tay cái lên. Phái mấy thủ hạ có thể tin đi làm, nghe nói đứa bé kia thông minh từ nhỏ, chỉ số thông minh cực cao, cực kỳ lanh lợi, cũng không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu. Ân Hành dặn dò. A à, Trung có chút khinh thường mở miệng nói, dù thông minh thế nào cũng bất quá chỉ là một đứa con nít danh mà thôi. Sắc mặt ân hành hơi trầm xuống, đừng thiếu cảnh giác. Chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. A à Trung, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn. chương 2371, làm sao đoán được? Ân hành dặn dò, bên người tiểu tạp trùng kia khẳng định là có người của tư dạ hàn bảo vệ. Cậu dùng danh nghĩa của tôi, trực tiếp điều động thiết vệ quân nếu không sợ là rất khó mang được người đi a trung nghe vậy thầm kinh hãi điều động thiết vệ quân thế này có phải là quá trắng trợn rồi hay không vạn nhất bị phu nhân biết sắc mặt ân hành hơi trầm xuống lạnh lùng nhìn gã tâm phúc một cái mẹ đã sớm giao thiết vệ quân cho tôi như vậy những người này chính là người của tôi nghe tôi điều động có vấn đề gì mặc dù trong lòng a trung có chút lo âu cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh trên mặt nổi quả thật ân duyệt sung đã giao quyền thiết vệ quân cho ân hành, chẳng khác gì thừa nhận thân phận người thừa kế của hắn ta. Nhưng mà, thật ra thì tại ân gia, vẫn có rất nhiều người ủng hộ tư giả hàn. Nếu như tư giả hàn không trở lại cũng còn đỡ, lần này hắn làm việc, coi như là thiết vệ quân ở trong tay ân hành, nhưng lòng người cũng không hướng về phía hắn. Vốn việc ân hành tranh thủ được sự ủng hộ của tần hy viện, còn có sức đánh một trận. Nhưng ai ngờ đâu lại bỗng dưng trồi ra thêm một vị dịch vân mạc, Hậu thuẫn cho tư dạ hàn. Cho nên bây giờ người của ân gia, thật ra tất cả đều đang âm thầm quan sát, tạm thời không dám bày tỏ thái độ. Dưới tình huống như thế, cũng khó trách ân hành sẽ nôn nóng rồi. Vân Thành Trạng vạng tối, sau khi tan học, mấy vị hộ vệ nhiếp ra hộ tống đường đường về nhà như thường ngày. Xe vướng vàng chạy, thời điểm đi tới một con dốc nọ, bánh xe đột nhiên trao đảo, ngay sau đó chiếc xe thắng gấp. Xe của bọn họ bị người ngăn lại. Thiếu chủ cẩn thận, lập tức có hộ vệ đem đường đường che chở ở sau lưng, rất sợ làm cậu nhóc giật mình. Đường đường mặt không cảm xúc nhìn một đám người mặc áo đen, khuôn mặt phúng phính nhỏ bé, lộ ra thần sắc suy tư. Dám đến cướp thiếu chủ nhiếp ra chúng ta, không muốn sống nữa, hộ vệ nhiếp ra lạnh giọng quát lên. Gã đàn ông cầm đầu sắc mặt lạnh tanh nói, giao nhiếp đường tiêu ra, có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Các ngươi là người nào? quả thật là chán sống. Hộ vệ nói được nửa câu, đường đường nhìn lướt qua những người đó, mặt không đổi sắc lên tiếng, các ngươi là người thiên thủy thành. Rõ ràng chỉ là một thằng bé con, nhưng đáy mắt lại là sự trầm ổn không phù hợp với tuổi tác. Ở trong tình huống thế này, trên mặt vậy mà lại không lộ ra bất kỳ sự hốt hoảng nào. Nghe lời nói này, tên cầm đầu thoáng sững sờ, làm sao đứa nhỏ này đoán được. Người của ân ra sao? Đường đường tiếp tục hỏi thiên thủy thành, ân gia. Cái gì, người của ân gia? Nghe vậy, thần sắc mấy vị hộ vệ nhiếp gia nhất thời biến đổi. Làm sao người biết, vẻ mặt tên cầm đầu đầy cổ quái. Nếu như lời này được nói ra từ trong miệng của mấy gã hộ vệ, hắn còn có thể lý giải được, nhưng đây lại là... Một đứa bé, mấy người chố mắt nhìn nhau, đều nghe nói tiểu thiếu gia nhiếp gia vô cùng thông minh, xem ra đúng là như vậy. Đường đường lộ ra nụ cười còn vương nét trẻ con, ta đoán thôi, không nghĩ tới lại đoán đúng rồi. Đoán, mặt gã thủ lĩnh lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng liếc nhìn thằng bé nhìn như đang nhõng nhẽo đối diện, cũng không nghĩ nhiều. Nhiệm vụ lần này, ân hành hạ xuống tử lệnh, hôm nay coi như là cá chết lưới rách, nhất định bọn họ cũng phải mang được người đi. Dù sao nơi này cũng là vân thành, địa bàn của nhiếp gia. Để tránh kinh động quá nhiều người, nhất định bọn họ phải tốt chiến tốt thắng. Nếu như những người này phản kháng, như vậy tất cả mọi người đều phải chết. Không thể chậm trễ nữa. Thủ lĩnh đang muốn mở miệng hạ lệnh giết chết bất luận tội, gã phụ tá bên cạnh đột nhiên đi tới trước mặt đường đường, mặt đầy hòa ái dụ dỗ ha ha, tiểu thiếu ra, là như thế này, bà nội cậu muốn gặp mặt cậu một lần. Làm phiền cậu đi cùng với chúng tôi một chuyến, được chứ? Trường 2372, thế này cũng quá dễ lừa đi. Đường đường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc kia lên, thoáng nghiêng đầu một chút. Sau khi nghe đến, bà nội dường như buông lỏng phòng bị, mặt đầy ngây thơ đơn thuần, bà nội muốn gặp ta. Phụ tá vội nói, đúng đúng đúng, không sai. Đúng như cậu nói, chúng tôi là người của ân gia thiên thủy thành, dĩ nhiên là do bà nội cậu phái tới. Bà nội cậu bảo chúng tôi tới đón cậu đấy. Thấy phụ tá kia đang đầu độc thiếu chủ, hộ vệ bên cạnh vội vã chen ngang, thiếu chủ xin ngàn vạn lần chớ nghe những người này đầu độc người của thiên thủy thành cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối không thể đi cùng bọn họ nghe lời can ngăn đáy mắt phụ tá lóe lên sát ý đường đường nghe vậy lại không chút phật lòng xua xua bàn tay nhỏ nói bọn họ là người của bà nội ta muốn theo bọn họ đi gặp bà nội lời này nói ra cũng không sai biệt lắm với câu ta biết bọn họ là một bầy sói sám ta muốn cùng bọn họ về nhà âm thanh đường đường cất lên gã đàn ông cầm đầu và phụ tá đều sướng sờ. Vốn chỉ là thuận miệng lừa gạt, đứa nhỏ này liền, đáp ứng. Thế này cũng quá dễ lừa đi. Trước khi tới, rõ ràng chủ nhân đã dặn tới dặn lui rằng đứa nhỏ này khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, thật sự là đánh giá thằng nhóc này quá cao rồi. Quả thật là nhìn kiểu nào cũng thấy ngốc nghếch, thân là tiểu thiếu chủ nhiếp ra, thậm chí ngay cả một chút sự cảnh giác cũng không có. Tiểu thiếu ra, chuyện này không được tuyệt đối không được, một người hộ vệ trong đám, mặt đầy lo lắng nói, trước tiên để chúng tôi thông báo cho cậu của thiếu gia. Chỉ cần nhiếp vô danh ra mặt, đừng nói ân ra, coi như là ân duyệt dung tự mình tới, muốn mang tiểu thiếu ra đi, chuyện đó cũng không có khả năng. Không cần tìm cậu ta đâu, ta cũng muốn đi thăm bà nội, nơi này không có chuyện của các ngươi, tất cả mọi người đều đi về đi. Đường đường lên tiếng nói, đồng thời cũng hướng về nơi góc tối, đưa ra một ánh mắt cảnh cáo. Chuyện này, mấy tên hộ vệ nhiếp ra mặt đầy mộng bức, như vậy sao được? Đường đường lườm mấy gã hộ vệ nhiếp ra một cái, lộ ra vẻ không vui, làm sao? Ta không sai khiến được các ngươi. Nhóc biết, nơi góc tối còn có người được cha phái tới bảo vệ nhóc. Nhưng mà, lần này, hiển nhiên là đối phương đến có chuẩn bị. Hơn nữa nếu như nhóc không có nhận lầm mà nói, những kẻ này là đội ám vệ tinh nhuệ nhất của ân gia, thiết vệ quân người người đều là cao thủ trên người còn có cổ độc nếu như mình không đi cùng bọn họ coi như là nhóc may mắn an toàn chạy thoát hôm nay những người đi theo bảo vệ nhóc tất cả chắc chắn sẽ phải chết quan trọng nhất là cứ như vậy mà nói không chỉ cha mẹ và ân gia sẽ không chết không thôi mà ngay cả vân thành và thiên thủy thành sợ là cũng sẽ nổ ra một trận đại chiến cậu vẫn còn đang ở trong bệnh viện trông nom mợ coi như là cậu biết rồi trong vòng thời gian ngắn căn bản cũng không đuổi kịp tới. Trước mắt chỉ có phương án chính mình theo bọn người này rời đi mới là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, nhóc cũng rất rõ ràng, mặc kệ những kẻ này là do phe phái nào của ân gia phái tới, tất nhiên không dám làm gì nhóc. Có nghe thấy không, tiểu thiếu ra muốn đi gặp bà nội cậu ta, không có chút mảy may liên quan gì tới các ngươi, đều cút ngay. Phụ tá thấy vậy, vội vàng nghiêm giọng quát lên. Tuyệt đối không được, các ngươi không thể mang tiểu thiếu ra đi coi như là đúng như các ngươi nói vậy thì cũng phải chờ thiếu chủ vô danh của nhiếp gia chúng ta tới đã nếu như thiếu chủ đồng ý các ngươi mới có thể dẫn tiểu thiếu ra rời đi một vị hộ vệ nhiếp gia trong số đó có chút kiên quyết cuối cùng mấy vị hộ vệ nhiếp gia trực tiếp bị đánh ngã trên đất tranh lệch về thực lực quá mức to lớn bọn họ căn bản vốn không phải là đối thủ của người bên ân gia góc tối vài gã vệ sĩ do tư giả hàn phái tới bảo vệ, lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Làm sao bây giờ, có sông lên hay không? Đúng vậy, nếu không lên thì thiếu chủ sẽ bị bắt đi mất. chương 2373, rồng có vảy ngược. Đội trưởng đội vệ sĩ mặt không đổi sắc nói, chủ nhân đã yêu cầu chúng ta hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Mới vừa rồi tiểu thiếu chủ đã hạ lệnh, không cho phép chúng ta ra tay. Thế là quá hồ đồ, Vạn nhất tiểu thiếu chủ gặp nguy hiểm, coi như là chúng ta có 10 cái đầu cũng không đủ để. Hơn nữa lão đại à, mặc dù đó là tiểu thiếu chủ, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Làm sao có thể hoàn toàn nghe lời thiếu chủ được? Người dẫn đầu lạnh lùng lường mấy người một cái, cản rỡ. Vô luận cậu ấy bao lớn, đều là thiếu chủ, huống chi, cậu đừng quá khinh thường thiếu chủ. Nói xong, người dẫn đầu ra mệnh lệnh, tất cả mọi người trước không nên hành động. Âm thầm theo sau bảo vệ Cuối cùng, vài gã hộ vệ nhiếp ra bị đánh sấp mặt Chỉ có thể trơ mắt nhìn người của ân gia mang theo đường đường rời đi Rất nhanh, một gã hộ vệ trong số đó nhanh chóng gọi điện thoại cho nhiếp vô danh Sau khi nhiếp vô danh biết được đường đường bị người mang đi Lập tức rời bệnh viện, tìm đến chỗ đường đường đi học Chỉ bất quá, thời điểm đợi được nhiếp vô danh tới nơi Người của ân gia đã sớm biến mất không thấy đâu nữa Thiên Thủy Thành Lúc đó, Diệp Oản Oản đang ở tại biệt thự nói chuyện với Medusa. Medusa kể cho Diệp Oản Oản tình hình gần đây, hích, nữ nhân ân duyệt dung này tôi thật sự phục, rốt cuộc là có thủ gì oán gì. Nghe nói gần đây bà ta đang đi đi lại lại khắp nơi, vận dụng tất cả nguồn lực có thể sử dụng. Nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối là không cho phép sự luật thông qua. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, chẳng lẽ cũng không có biện pháp để thuyết phục bà ấy rồi sao? Medusa mặt đầy kinh sợ nhìn lấy nàng, thuyết phục ân duyệt dung. Em đùa sao, loại nữ nhân kia, một khi đã nhận định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ yếu tố nào mà thay đổi đâu. Thần sắc diệp oản oản đầy bất đắc dĩ, cũng thật là. Đúng lúc này, điện thoại di động của diệp oản oản đột nhiên vang lên, là nhiếp vô danh gọi tới. Alo, vô yêu. Anh, sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Vô yêu, em ở đâu? âm thanh nhiếp vô danh nghe nôn nóng dị thường. Vẫn còn đang ở tại Thiên Thủy Thành, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Hôm nay lúc Đường Đường tan học, bị người của Ân gia chặn lại, sau đó bị bọn chúng mang đi. Nhiếp Vô Danh nói. Anh nói cái gì? Thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời đại biến, Đường Đường bị bắt. Một bên, Medusa cũng lộ ra vẻ đầy kinh ngạc. Mấy tên hộ vệ phụ trách bảo vệ Đường Đường báo cáo, là bà nội Đường Đường nói muốn gặp nó. Nhiếp vô danh giải thích. Anh, anh xác định là ân ra sao? Diệp oản oản vội vàng hỏi. Xác định, mới vừa rồi anh nghe mô tả, đúng là ân ra không sai. Nhiếp vô danh nói. Nhưng mà, ân duyệt dung sẽ không thể nào muốn gặp đường đường. Mấy ngày nay là thời khắc mấu chốt sửa chữa sự luật. Ngày hôm trước ân duyệt dung còn đang đi nơi khác lấy văn bản tham khảo quan trọng, gần đây đều bận rộn bể đầu sứt chán, căn bản không có khả năng vào lúc này đi động đến đường đường diệp oản oản phân tích không phải là ân duyệt dung vậy còn có thể là ai hơn nữa anh đã điều tra rồi lần này những kẻ tới đây chính là thiết vệ quân của ân gia ám vệ trực thuộc ân duyệt dung nhiếp vô danh có chút nghi ngờ đáy mắt diệp oản oản lóe lên ý lạnh em đã biết đại khái là người nào ca ca trước anh giúp em phong tỏa tin tức đường đường bên này có em nhưng mà yên tâm em sẽ không để cho đường đường xảy ra chuyện đâu diệp oản oản ổn định âm thanh diệp oản oản mới vừa cúp điện thoại không bao lâu trên điện thoại di động của nàng nhận được một tin nhắn người gửi tin nhắn là một đầu số lạ nội dung tin nhắn là mời nàng đi ân ra làm khách rất nhanh tin nhắn thứ hai truyền tới là ảnh chụp của đường đường ân hành ngươi muốn chết diệp oản oản nhìn chằm chằm ảnh chụp của đường đường trong mắt tràn đầy hàn quang không một ai có thể đem bảo bối của nàng ra uy hiếp nàng rồng có vảy ngược, động vào tất nộ. chương 2374, không cần phiền toái như vậy. Điện thoại di động bị nện cái, ầm, lên mặt bàn, màn hình bể thành mạng nhện. Bởi vì bây giờ nàng có hai thân phận nhiếp vô ưu và diệp oản oản, cho nên trong điện thoại di động có hai cái sim điện thoại. Mà hai tin nhắn này của ân hành, được gửi đến số điện thoại của dịch vân mạc. Medusa cũng phát hiện điểm này, sắc mặt ngưng trọng, ân hành hoài nghi thân phận của em rồi. Hắn cố ý gửi hai tin nhắn này cho Dịch Vân Mạc. Nếu như Dịch Vân Mạc chính là con gái của Dịch Linh Quân, như vậy nội dung tin nhắn hắn gửi đi không có bất cứ vấn đề gì. Tin thứ nhất là mời nàng đến ân gia làm khách, tin thứ hai là ảnh chụp của đường đường, vừa vẫn có thể nói thành gửi nhầm số, cũng có thể là ngầm nói cho Dịch Vân Mạc, tư giả dạ hàn có một đứa con riêng, nói xuôi nói ngược kiểu nào cũng được. Nhưng mà, nếu như Dịch Vân Mạc chính là Diệp Oản Oản, tự nhiên Diệp Oản Oản có thể xem hiểu ý tứ của tin nhắn này. Vậy thì mục đích của hắn cũng đã đạt được. Medusa khẽ nguyền rủa một tiếng, thật không ngờ ân hành lại có thể dùng chiêu số âm hiểm như vậy, thậm chí dùng một đứa bé làm thủ đoạn uy hiếp. Tiểu sư muội ngàn vạn lần đừng mắc lừa, nếu không một khi em đi tìm hắn, chẳng khác nào nói cho hắn biết, em là nhiếp vô ưu Vậy là mắc mưu hắn rồi. Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối cũng không hề nói gì, tất nhiên nàng hiểu rõ một điểm này. Medusa tiếp tục nói, tiểu sư muội, trước tiên để tôi đi tới văn phòng trọng tài hội tìm sư phụ, trước tiên cứ đợi tin tức của tôi rồi lại nói. Diệp Oản Oản chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Medusa, sư tỷ, không cần phiền toái như vậy. Hả, vậy, vậy em tính làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáy mắt Diệp Oản Oản ngập tràn băng xương và lạnh ý, hắn không phải là muốn vạch trần diện mục thật của muội sao? Sẽ như ước nguyện của hắn trong nháy mắt sau khi dứt tiếng, Diệp Oản Oản chậm rãi đứng lên. Nửa phút sau, nơi cửa truyền tới âm thanh khởi động của động cơ xe thể thao, tiếp đó liền nhìn thấy Diệp Oản Oản lái xe nhanh như điện chấp, rời khỏi cửa chính biệt thự, đi thẳng về hướng cao ốc trọng tài hội. Medusa cũng không kịp đuổi theo, mắt thấy nàng phóng đi như đua xe, gấp đến độ xoay quanh, chạy nhanh về phía nhà để xe tìm xe của mình, nguy rồi, phải nhanh đuổi theo cô ấy. Cùng lúc đó, ân ra, thời khắc này, ân gia đang mở tiệc. Tối nay ân hành cố ý mời Tần Tung, Tần Hy Viện và nhiều quan chức cao tầng của trọng tài hội. Bây giờ hắn cũng không sai biệt lắm, đang đợi tới ngày tiếp quản ân gia. Xem như là gia chủ tương lai, tất nhiên là hắn nên tổ chức tiệc mừng, mời những vị cao tầng này. Trước tiên mời các vị, hội trưởng sẽ đến ngay. Ân hành khách khí mời rượu các vị cao tầng, bày ra tư thế như một gia chủ đích thực. Ân tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao không sai không sai cũng khó trách có thể khiến cho tần tiểu thư cảm mến trong số các cao tầng đang ngồi có không ít người ủng hộ và coi trọng ân hành dưới cái nhìn của bọn họ mặc dù năng lực và thân phận của tư giả hàn đều cao hơn ân hành quá nhiều nhưng khiến người ta thật sự khó đoán và nắm bắt hơn nữa có chút ít xa cách vì một cô nàng nhị tiểu thư nhiếp ra dùng chức vị người quản lý bảo đảm không nói còn muốn cưới cô ta coi như là bây giờ được hội trưởng yêu ái có chút nở mày nở mặt, ngày sau sợ là cũng chắc chắn so ra kém ân hành. Chưa kể ân hành không chỉ dựa lưng vào ân gia mà còn có trợ lực lớn đến từ tần tiểu thư. Thật là đáng tiếc, nếu như tư giả hàn thông minh một chút, lựa chọn dịch tiểu thư, tình thế có khả năng đã khác. Ân hành đã nói qua với tần hy viện về kế hoạch. Giờ phút này tần hy viện có chút mất kiên nhẫn, đang không ngừng nhìn về phía cánh cửa. Nếu như là tiểu tiện nhân nhiếp vô ưu đó thật sự muốn chết như vậy, thì thật là quá tốt rồi. Các vị khách khí, toàn dựa vào các vị tiền bối chiếu cố. Ân Hành uống cạn rượu trong ly, đồng thời cũng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Chương 2375, giao người ra. Khẳng định là Dịch phân Mạc đã đọc được tin nhắn, nếu như cô ta thật sự là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo, như vậy, thời gian này hẳn là cô ta đã tới đây rồi. Bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ là vì muốn gia tăng cảm tình với các vị cao tầng trọng tài hội, đương nhiên cũng là vì muốn thiết lập thiên la địa võng tóm gọn nhiếp vô ưu. Trên bàn rượu, bữa tiệc linh đình. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến một loạt âm thanh huyên náo. Dịch tiểu thư, Dịch tiểu thư cô có chuyện gì sao? Dịch tiểu thư, bên trong đang có khách, tôi giúp cô thông báo một chút nhé. Dịch tiểu thư. Cút. Chỉ thấy cô gái nọ mặc một chiếc váy ôm đơn giản bên hông đeo một thanh đường đao giống như một ngọn lốc lửa cứ như vậy lao thẳng về phía phòng tiệc trong phút chốc mọi người trong phòng tiệc đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía cánh cửa ồ đây đây không phải là dịch tiểu thư sao làm sao dịch tiểu thư cũng tới rồi vậy hả mọi người đều biết dịch vân mạc chưa bao giờ tham dự loại sự kiện kiểu này cho nên mọi người đều có chút kinh ngạc đối với sự xuất hiện của nàng mà ân hành thấy là ai tới thân xác nhất thời ngẩn ra ngay sau đó trong lòng cảm thấy mừng như điên. Dịch vân mạc đến rồi, cô ta lại có thể thật sự đến rồi. Mặc dù trong lòng ân hành mừng như điên, ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, không nhanh không chậm đứng lên, đầy khách khí lễ độ nhìn về phía cô gái, mở lời, khách quý khách quý, biết dịch tiểu thư yêu thích yên tĩnh, nên ân mỗ mới không mời. Thật không ngờ dịch tiểu thư đại giá quang lâm trễ như vậy, vì chuyện gì? Ân hành cố ý nhấn mạnh một điểm, hắn không hề mời nàng, là tự nàng tới. Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, ân hành cố ý hỏi lại một câu, hôm nay dịch tiểu thư tới chỗ tôi đây là. Diệp Oản Oản vẫn như cũ không nói một lời, đi thẳng tới trước mặt của ân hành, đứng lại. Ân hành, dịch. Ân hành mới vừa nói ra một chữ này, một giây kế tiếp, sau một tiếng, huynh, thật lớn vang lên, cả người ân hành đã bị Diệp Oản Oản tung một trường đánh bay ra sau. Ghế dựa sau lưng ân hành bị đụng nát vụn mà thân thể của ân hành giống như diều đứt dây tiếp tục va nát cái bình hoa lớn bằng thân người phía sau, sau đó mới đụng vào trên tường. Khục 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 khục, không đợi ân hành phục hồi lại tinh thần, thân thể hắn mới vừa yếu ớt gượng lại một chút, lại vang lên một tiếng, huỳnh, nữa. Diệp oản oản một cước dẫm ở nơi ngực của hắn, bên tai truyền tới âm thanh răng rắc như xương người vỡ vụn. Phụt, ân hành rốt cuộc không chịu được, nghẹo đầu, phun ra một ngụm lớn máu tươi, một màn bất thình lình trước mắt, làm cho tất cả mọi người chố mắt nghẹn học, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngẩn người tại chỗ, không kịp phản ứng. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cứ như thể ác quỷ bò ra khỏi địa ngục, tiến vào nhân gian. Toàn bộ căn phòng mới vừa rồi còn vui vẻ hòa thuật, vào lúc này lại phảng phất như biến thành luyện ngục, sát khí tràn ngập. Cô gái cứ như vậy dẫm lên ngực của ân hành, cúi người ép tới gần, gần từng chữ từng chữ nói, ha ha, không biết tại sao ta tới. Vậy, bây, giờ, biết, chưa? Ngươi, ngươi, ân hành mới vừa mở miệng, lại khạc ra một búng máu. Hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính được Diệp Oản Oản sẽ dám ở dưới con mắt mọi người động thủ với hắn, còn hạ thủ ác như vậy. Hơn nữa, sức mạnh của nữ nhân này là có chuyện gì xảy ra? Từ thông tin hắn tìm hiểu được, mặc dù thực lực của nhiếp vô ưu rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể mạnh tới mức này đến mức hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cơ hồ cho rằng cô ta thực sự muốn giết mình. Trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút nhiệt độ nào, cho người ba giây, giao người ra. chương 2376, ta là bà cô nhiếp vô ưu của ngươi. Ân hành rất nhanh tự chấn định mình lại, trong lòng có dự tính mà nhìn chầm chầm cô gái trước mắt, cười lạnh đầy diễu cợt, dịch tiểu thư, người là do tôi bắt không sai kẻ tôi bắt là nhiếp vội yêu và con trai của đại ca tôi nhiếp đường tiêu bất quá người này cùng cô có quan hệ gì coi như là vội cũng là nhiếp vội yêu cuống cuồng cô chẳng qua chỉ là nhìn giống với nhiếp vội yêu mà thôi cũng không phải là mẹ của đứa bé kia tại sao cô gấp gáp như vậy chẳng lẽ cô thật sự là nhiếp vội yêu ân hành tra hỏi từng chữ từng câu dịch phân mạc tiểu thư chẳng lẽ từ đầu tới cuối cô đều là nhiếp vội yêu giả mạo là cô giả mạo con gái của hội trưởng. Nhiếp vô ưu này, vẫn còn quá non nớt rồi. Hắn vốn còn tưởng rằng cô ta khó đối phó cỡ nào, ít gì cũng phải kiếm đường chu toàn cho bản thân trước. Thật không ngờ, chẳng qua chỉ cần bắt cóc nhiếp đường tiêu, đã khiến cho lòng cô ta dối như tơ vò, tự lộ thân phận. Nghe đến đó, mọi người còn đang ngơ ngác, làm sao còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhiếp vô ưu giả mạo con gái của dịch hội trưởng dịch vân mạc, mà ân hành bắt con trai của nhiếp vô ưu khiến cho nhiếp vô ưu dưới tình thế cấp bách bại lộ thân phận tần hy viện đầy lố lăng che miệng bày ra bộ dáng không thể tưởng tượng nổi trời ơi thiệt hay giả con gái của hội trưởng dịch vân mạc tiểu thư lại là do nhiếp vô ưu giả mạo cùng với một tiếng thét đầy kinh hãi này của tần hy viện những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng tôi đã nói làm sao hai người hoàn toàn khác nhau lại có thể giống nhau như vậy thậm chí ngay cả con gái của hội trưởng cũng dám giả mạo. Quả thực là to gan lớn mật. Con ả à này chán sống rồi sao? Ả à biết mình đang làm gì không? Tần Hy Viện liếc Diệp Oản Oản một cái, ra vẻ hoài nghi mà lẩm bẩm. nhưng mà, mục đích của cô ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bên cạnh lập tức có người tiếp lời, gian tế. Ả à ta nhất định là gian tế do tổ chức thù địch phái tới. Nữ nhân này trước đó đã có dính dáng mập mờ tới tử vong hoa hồng. Hiện tại lại xâm nhập vào trọng tài hội, nhất định là có âm mưu gây rối. Tần hy Viện bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu một cái, không sai, giả làm con gái của hội trưởng trà trộn vào còn có thể là làm cái gì, dĩ nhiên là mưu đồ gây rối. Thật may là Ân Hành phát hiện sớm, nếu không hậu quả quả thật thiết tưởng là không chịu nổi. Nghe các cao tầng xung quanh lên án, Ân Hành lộ ra một nụ cười tràn đầy vui sướng. Sốt cuộc, sốt cuộc hết thảy đều sắp kết thúc chuyện nhiếp vô ưu giả mạo con gái hội trưởng bại lộ rồi, nguy cơ của hắn được giải trừ. Nhiếp vô ưu xong đời rồi, đồng thời, tư giả hàn kẻ giúp ả à ta bảo đảm, cũng xong rồi. Bắt cóc một đứa con rơi, một lần đã giúp hắn thanh trừ tất cả chướng ngại, còn giúp cho hắn lập được công lớn. Ân hành không hề sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn về phía Diệp Oản Oản, thế nào, dịch tiểu thư, tôi nói đúng chứ? Ô nha, có lẽ tôi nên đổi cách nói, gọi cô một tiếng nhiếp vô ưu tiểu thư. À, sai rồi, Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng thật thấp, nụ cười kia không hiểu sao lại làm người ta lạnh cả sống lưng. Sau khi dừng lại một chút, Diệp Oản Oản mới gần từng chữ từng chữ mà nói, ta là bà, cô, nhiếp, vô, yêu, của, ngươi, ngươi, sắc mặt của ân hành trầm xuống, ngay sau đó kích động nói, ngươi thừa nhận. Ngươi bây giờ rốt cuộc cũng thừa nhận ngươi giả mạo dịch phân mạc, giả mạo con gái của dịch hội trưởng rồi. Nhiếp vô yêu, người thật là thật là to gan, giả mạo con gái của hội trưởng trọng tài hội, ý đầu nghe trộm cơ mật tình báo, dây dưa không rõ với tổ chức thù địch. Từng việc từng việc làm của ngươi, đủ để xử ngươi tội chết. Diệp Oản Oản không nhịn được móc móc lỗ tai, chân tiếp tục dùng sức, đầy tinh chuẩn đạp gãy một chiếc xương sườn, thời gian ba giây, thả bảo bối nhà ta ra. Nếu không, ngươi có thể thử xem, rốt cuộc là ngươi chết trước, hay là ta chết trước chương 2377, cả nhà con bé bao gồm ta. Á, à, ân hành nhất thời bởi vì đau đớn mà hét thảm một tiếng. Lúc này một bên, Phó Hội trưởng Tần Tung bày ra một bộ biểu tình trách trời thương dân, đầy trầm ổn mà khuyên nhủ, nhiếp vô yêu, không nên làm tổn thương ân hiền chất, ta khuyên ngươi nên bó tay chịu chói đi. Diệp Oản Oản hoàn toàn không để ý đến Tần Tung, trực tiếp bắt đầu đếm số 3. Tần Tung thấy nữ nhân này hoàn toàn không nhìn vị phó hội trưởng như mình này, sắc mặt có chút khó coi, bây giờ tội danh của ngươi chắc chắn là không có khả năng chạy trốn. Nếu như là dừng tay như vậy, có lẽ còn có thể tranh thủ cho người nhà của ngươi một con đường sống. Diệp Oản Oản, hai. Cảm giác được sát khí khủng bố của người trước mặt mình, mồ hôi lạnh trên trán của Ân Hành nhễ nhại. Nữ nhân này điên rồi, cô ta thực sự dám giết hắn. Hơn nữa Ân Hành cũng đột nhiên phát hiện bây giờ tình huống của hắn cực kỳ nguy hiểm tần tung rất có thể sẽ không quan tâm đến sự sống chết của hắn ân hành vội la lên nhiếp vội yêu ngươi nghĩ cho rõ nếu như ta chết con của ngươi cũng không sống được ân hành vừa dứt lời diệp oản oản không đợi đếm đến một liền trực tiếp đạp thẳng một cước xuống răng rác lại là âm thanh của một chiếc xương sườn khác gãy lìa ngay vào lúc này nơi cửa đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên vân mạc dừng tay một thanh âm trầm thấp truyền tới toàn trường yên lặng ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa dịch linh quân vội vã chạy tới phân mạc con đang làm gì ân hành nhìn thấy dịch linh quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm giống như thấy được cứu tinh hội trưởng cứu tôi yêu nữ này yêu nữ này ả à ta giả mạo con gái ngài tần tung đi tới trước mặt dịch linh quân lên tiếng giải thích hội trưởng ngài bất giận nữ nhân này căn bản không phải là con gái của ngài dịch vân mạc, mà là nhị tiểu thư nhiếp gia vân thành, nhiếp vô ưu giả mạo đấy. Tần hy viện phụ họa, đúng vậy hội trưởng, mới vừa rồi nữ nhân này đã chính miệng thừa nhận. Tôi thấy không chỉ là ả à ta, toàn bộ nhiếp gia của ả à tất cả đều phải bắt lại điều tra. Nói không chừng cả nhà của ả à đều có liên quan tới tổ chức thù địch. Ánh mắt dịch linh quân đầy lạnh lùng nhìn tần hy viện một cái, uy áp bậc bề trên trong nháy mắt lan ra, cả nhà của con bé đều có liên quan đến tổ chức thù địch. Vậy Tần Tiểu Thư có ý tứ là đang nói, ta người hội trưởng này cũng có quan hệ với tổ chức thù địch. Tần Hy Viễn nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói, hội trưởng ngài làm sao lại cho là như vậy. Tôi không có cái ý này, tôi đang nói, chính là cả nhà nhiếp vội ưu Dịch Linh Quân mặt không chút thay đổi nói, ta là cha con bé, người nói cả nhà của nó, dĩ nhiên là bao gồm ta ở bên trong. Ngài, ngài là cha cô ta, Tần Hy Viện cho rằng dịch linh quân còn chưa hiểu được tình hình, vội nói, hội trưởng, có phải là ngài còn chưa hiểu hay không? Nữ nhân này căn bản cũng không phải là ái nữ của ngài dịch vân mạc, ả à ta là nhiếp vô ưu Ân hành bắt cóc con trai của nhiếp vô ưu kết quả dịch vân mạc trực tiếp chạy tới đòi người, trực tiếp thừa nhận ả chính là nhiếp vô ưu Chúng tôi nhiều con mắt như vậy nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Ả à chính là nữ nhân đê tiện đó sắc mặt dịch linh quân đột nhiên lạnh đi, đúng là không sai, nhiếp vô yêu chính là con gái của ta. Nhiếp vô yêu chính là con gái của hội trưởng. Theo những lời này của dịch linh quân, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Con người của tần hy viện chợt co rút lại, mặt đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía dịch linh quân. Ân hành bị diệp oản oản dẫm ở dưới chân cũng hoàn toàn đổi sắc mặt. Dịch linh quân mới vừa nói, cái gì, nhiếp vô ưu chính là con gái của ông ta. Có phải là hội trưởng hồ đồ rồi hay không? Lúc này, Medusa ở phía sau dịch linh quân tiến lên một bước, đảo mắt nhìn đám người ân hành cùng tần tung một cái, lạnh giọng mở miệng nói, chẳng lẽ các người cho là hội trưởng sẽ ngu ngốc đến mức ngay cả con gái của mình cũng nhận lầm sao? chương 2378 diễn xong một vở kịch. Chuyện này, mọi người chố mắt nhìn nhau, đã hoàn toàn không hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Medusa tiếp tục nói, chư vị ở đây đều biết, hội trưởng học trò khắp thiên hạ, nhưng duy chỉ là không có đệ tử thân truyền sao. Mà nhị tiểu thư nhiếp ra vân thành, nhiếp vô ưu tiểu thư, chính là đệ tử thân truyền duy nhất mà hội trưởng đại nhân thu nhận, là tiểu sư muội của tôi. Sao đệ tử ruột? Tiểu sư muội trước đó bị thương lưu lạc tại Hoa Quốc, nhiều năm thất lạc cùng sư phụ, đoạn thời gian trước mới gặp lại. Cái, cái gì? Nhiếp vô ưu là đệ tử thân truyền thất lạc nhiều năm của hội trưởng tôi nhổ vào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nhiếp vô yêu lại vẫn còn có một tầng thân phận như vậy. Medusa, nhiếp vô yêu và sư phụ tôi tình như cha con gái, tại sao có thể là gian tế? Nếu như cô ấy muốn nghe trộm cơ mật trọng tài hội, muốn làm gian tế, còn cần phải phức tạp như vậy sao? Đối với điều Medusa nói, mọi người hoàn toàn không cách nào phản bác. Nếu cô ta là đệ tử thân truyền của hội trưởng, làm sao lại trở thành con gái của hội trưởng? cô ta cũng không phải là con riêng của hội trưởng và nhiếp phu nhân đấy chứ tần hy viện ở bên cạnh khích bác nhất thời sắc mặt medusa đầy lạnh lẽo nói bậy nói bạ loại lời xuyên tạc như vậy cũng có thể thuận miệng nói lung tung sao dựa theo tính cách của dịch linh quân loại chuyện này dĩ nhiên là tuyệt đối không có khả năng phát sinh nếu là xảy ra như vậy thì đồng nghĩa với hình tượng của dịch linh quân hoàn toàn sụp đổ cũng ảnh hưởng cực lớn đối với thanh danh của ông nếu là không phải vậy thì tại sao nhiếp vô ưu tiểu thư đang êm đang đẹp phải lấy thân phận của dịch vân mạc xuất hiện? Chuyện này trung quy phải có một lý do chứ? Một vị quản lý ở bên cạnh tần tung lên tiếng, những người quản lý khác cũng rối rít gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Oản Oản vẫn một mực trầm mặc nhấc chân lên, buông ân hành ra, sau đó đổi chân, lần nữa đạp lên, ngay sau đó nhìn về phía tần tung, nhíu mày nói, tần hội phó, tại sao tôi lại phải lấy thân phận của dịch vân mạc xuất hiện? tại sao phải lấy thân phận con gái của hội trưởng xuất hiện ở trước mặt người, hẳn là ngài rõ ràng nhất, không phải sao. Sắc mặt tần tung hơi trầm xuống ta, nhiếp tiểu thư nói đùa, làm sao ta biết được chứ? Ồ, ông không rõ ràng, không sao, tôi đây liền từ từ nói rõ với ông. Diệp oản oản cười lạnh một tiếng, mấy năm nay, ông lợi dụng vị trí phó hội trưởng trọng tài hội này, tham nhũng kiếm lời vào túi tiền riêng, cắt xén công quỹ, trong bóng tối làm không biết bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài. Vốn dựa theo kế hoạch của ông, hội trưởng nhiệm kỳ kế hẳn là bản thân ông. Đến lúc đó ông một tay che trời, những chuyện này tự nhiên sẽ không thấy mặt trời. Ông cũng có thể tiếp tục lợi dụng chức vụ hội trưởng này, mưu cầu lợi ích cho chính mình. Nhưng mà, ai ngờ đâu, dịch hội trưởng lại đột nhiên có nhiều hơn một đứa con gái sủng ái không thôi. Nếu không phải là ông thấy con gái của dịch hội trưởng đột nhiên xuất hiện, nếu không phải là ông cho rằng dịch hội trưởng có ý định để cho con gái của mình tiếp nhận vị trí của mình, làm sao ông lại sẽ có thể chó cùng đường quay lại cắn càn, không tiếc ám sát tôi, ám sát dịch vân mạc. Nếu như không phải là như thế, làm sao ông lại tự loạn trận cước, nóng lòng tiêu hủy tội chứng những năm này, đến mức bị tôi bắt được cái chuôi đây. Sư phụ tôi lo xa nghĩ rộng, đã sớm biết ông làm việc này, chỉ là không có chứng cứ, cho nên mới phối hợp với tôi diễn một vở kịch như vậy, để cho ông lộ ra chân tướng, sớm diệt trừ khối ung um nhọt lẩn trong trọng tài hội là ông. Từ đầu đến cuối Diệp Oản Oản đều nói đầy chính nghĩa, chính khí ngút trời, đến mức dịch linh quân mặt đầy mộng bức. Chính ông cũng suýt chút nữa đã cho rằng những gì nàng nói là thật rồi. Về phần Tần Tung, ngay từ đầu sắc mặt của Tần Tung còn lãnh đạm bình tĩnh như thường, nhưng là càng nghe càng âm trầm. Nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, giận tím mặt nói, tiểu tiện nhân, người nói bậy nói bạ, cái gì mà ám sát, tội chứng gì chứ? Quả thật là nói bậy nói bạo một phía. chương 2379, đừng làm dơ bẩn chân. Tần Hy Viện cũng vội chen vào, nhiếp vội yêu, cha ta chính là phó hội trưởng trọng tài hội, người không có chút chứng cứ nào liền ngậm máu phun người, biết hậu quả sao. Những quản lý khác nghe nói như vậy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Không ít vị quản lý có quan hệ không cạn với Tần Tung cũng đứng ra nói giúp ông ta. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tư Dạ Hàn mặc một chiếc áo gió màu đen, cầm trong tay một tập hồ sơ màu nâu, đi về phía đám đông bên này. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, sự căng thẳng tức giận trong lòng cuối cùng cũng được nới lỏng, a cửu. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn trực tiếp đi thẳng về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng mắt liếc gã ân hành bị gắt gao dẫm đạp dưới chân nàng, cau mày mở miệng nói, "Oản Oản, buông ra." Diệp Oản Oản, em không buông hắn bắt đường đường. Tư giả hàn, đừng làm dơ bẩn chân. Tư giả hàn nói xong, nháy mắt đối với Lâm Khuyết ở bên cạnh. Lâm Khuyết nhận mệnh mà biếu môi một cái, đi tới, được được được, loại chuyện lặt phạt này cứ để tôi tới đi, cửu tẩu cô buông ra đi, tôi dẫm giúp cô, tôi không sợ bẩn. Được tư giả hàn nhẹ nhàng ôm lấy, lúc này Diệp Oản Oản mới dơ chân lên, ngã vào trong lòng của anh. A, à, ân hành kêu đau một tiếng, lại lần nữa bị Lâm Khuyết đạp mạnh tư giả hàn trấn an diệp oản oản xong ngay sau đó cầm tập hồ sơ màu nâu trong tay kia đi tới trước mặt của dịch linh quân hội trưởng thứ ngài muốn may mắn không làm nhục mệnh nhìn thấy đồ vật ở trong tay của tư giả hàn tần tung sắc mặt khẽ biến không hiểu sao có một loại dự cảm xấu ân hành cũng nín thở rất tốt cậu cực khổ rồi dịch linh quân nhận lấy hồ sơ trong tay tư giả hàn nói xong phạch một tiếng ném tới dưới chân tần tung trầm sắc mặt nói chính người tự xem đi lần này Tần Tung đã thực sự luống cuống, há hốc mồm, run rẩy nhặt lên vật bầy ở trên mặt đất. Những vị quản lý khác ở bên cạnh cũng lần lượt cúi người nhặt lên những tài liệu rơi ra từ trong tập hồ sơ. Kết quả, lướt nhìn một cái, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Cái gã Tần Tung này, khẩu vị cũng quá lớn rồi đó. Mấy năm nay lợi dụng trọng tài hội lại có thể vớt được nhiều tiền như vậy. Thậm chí thân là phó hội trưởng trọng tài hội còn biết pháp luật lại phạm pháp, ở trong tối làm không biết bao nhiêu chuyện không thể lộ ra từng việc từng việc một tất cả đều bị tư giả hàn tìm hiểu nguồn gốc tra xét đến lộn trổng vó lên trời người đâu đem tần hội phó mang đi lập tức phong tỏa tần ra dịch linh quân ra lệnh rất nhanh lập tức liền có người từ bên ngoài tràn vào tóm chặt lấy tần tung tần hy viện cũng bị khống chế lại mặt đầy hốt hoảng nhìn về phía dịch linh quân hội trưởng hiểu lầm trong này nhất định là có hiểu lầm hội trưởng đừng nghe tiểu tiện nhân này đầu độc. Dịch Linh Quân, Tần Tiểu Thư, có lời gì, chờ đến lúc xét xử, sẽ có cơ hội để cho cô giải trình. Chân Tần Hy Viện mềm nhũn, trên mặt tràn đầy chua chát. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ân hành, tại ngươi, toàn bộ đều tại ngươi, ngươi cái tên phế vật này, phế vật, đều là bị ngươi làm hại. Tần Hy Viện cuồng loạn nhào về phía ân hành, đạp ân hành ói thêm mấy ngụm máu nếu như không phải là hắn ám sát nhiếp vô ưu thất bại, làm sao sẽ bứt dây động rừng, làm sao sẽ khiến tần gia bọn họ đều hỏng bét. Giờ phút này tần hy viện đã hối hận tím cả ruột. Sai lầm lớn nhất đời này của cô chính là lựa chọn kết minh cùng thằng ngu ân hành này. Tư giả hàn, nếu như là ban đầu tư giả hàn chịu cùng cô lui tới, tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ. Nhưng mà, muộn rồi, hết thảy đều đã muộn. Tần hy viện mặt đầy ngây ngốc bị hộ vệ kéo đi, mặt đầy căm ghét nhìn lấy Diệp Oản Oản. So với việc cha bị bắt, càng làm cho cô không thể nào tiếp nhận được chính là, tính như thế nào cô cũng không nghĩ tới, nữ nhân đê tiện hèn mọn này, lại sẽ là đệ tử thân truyền duy nhất của dịch linh quân. chương 2380, có phải là hiểu lầm cái gì rồi hay không? Người của độc lập châu đều biết, đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn có tranh lệch to lớn như thế nào. Đệ tử thân truyền chỉ có một người, nhiều lắm cũng chỉ có hai, ba người, sẽ được truyền thụ toàn bộ kỹ năng. Mà đệ tử ngoại môn thì lại có thể có lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hơn nữa phần lớn đều là do đại đồ đệ khác thay mặt truyền thụ. Rất nhiều người thậm chí còn không được tiếp xúc với sư phụ. Ở cấp bậc của dịch linh quân, coi như là được nhận làm đệ tử ngoại môn, cũng đã đủ vinh dự, huống chi diệp oản oản lại còn là đệ tử thân truyền duy nhất của dịch linh quân. Trong phút chốc, Ánh mắt nhìn nhiếp vô ưu của tất cả mọi người đều có chút khác biệt. Đồng thời, lúc mọi người nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt cũng đầy hâm mộ. Trước đó bọn họ vẫn còn đang cảm khái Tư Dạ Hàn có mắt không chồng, bây giờ nhìn lại, anh chàng này mới thật sự là người may mắn nhất. Giờ phút này, trong số tất cả những người, kẻ cảm thấy khó chịu nhất sợ rằng không ai khác ngoài Ân Hành. Ân Hành ngơ ngác nằm trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, tràn đầy vẻ không cách nào tin tưởng sau khi biết được thân phận của diệp oản oản sự căm ghét đối với tư dạ hàn so với nỗi đau về thể xác còn đau hơn gấp trăm lần tại sao tại sao đời này vô luận về phương diện nào hắn cũng không thể sánh bằng tư dạ hàn hắn không cam lòng hắn làm sao có thể cam lòng sau khi thấy tần tung bị mang đi xử lý lâm khuyết lên tiếng nhắc nhở này cái tên này làm sao bây giờ đây trong chuyện này tất nhiên là dịch linh quân sẽ đứng về phía diệp oản oản vì vậy sắc mặt lãnh túc nhìn về phía ân hành nói, ân hành, vô luận bởi vì ân oán gì, cũng không nên kéo người vô tội liên lụy vào, huống chi lại còn là con nít. Thả đường đường ra đi. Trên mặt gương đờ đấn của ân hành, lộ ra nụ cười đầy âm trầm, a Ha ha, nếu như ta không thả thì sao? Diệp oản oản nhất thời siết chặt hai nắm đấm, đang định mở miệng, dịch linh quân ngăn nàng lại nói, bắt hắn lại, sẽ luôn có biện pháp khiến cho hắn mở miệng. Vâng, một bên, thị vệ nghe vậy nhận lệnh, sau đó liền định bắt ân hành mang đi. Nhưng mà, không đợi thị vệ kịp hành động, sau lưng mọi người lại đột nhiên có âm thanh truyền tới. Khoan! Mọi người theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền thấy ân duyệt dung toàn thân đồ đen, dẫn theo mấy người tùy tùng vội vội vàng vàng quay trở về. Dịch Linh Quân vừa nhìn thấy ân duyệt dung trở lại, nhất thời khẽ nhíu mày, hiểu được chuyện này sợ rằng sẽ khó lòng giải quyết. Bất quá, dịch Linh Quân không biểu lộ ra mặt, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi, quản lý ân trở về rồi. Ân hành vừa nhìn thấy ân duyệt dung, trên gương mặt âm trầm đến chết lặng lại một lần nữa hiện ra nét hy vọng, hai con người cũng nhất thời sáng lên, mẹ. Mẹ cứu con. Ân duyệt dung từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn gã con nuôi đang nằm bẹp dưới đất một cái, đáy mắt không hề dao động chút nào. Sau đó, ánh mắt của bà xẹt qua người của tư dạ hàn và diệp oản oản, cuối cùng mới rơi vào trên người dịch linh quân, sắc mặt lạnh nhạt nói, hội trưởng, tôi đã nắm được đại khái câu chuyện rồi. chẳng qua là không biết a hành làm sai chuyện gì đến nỗi đích thân dịch hội trưởng muốn bắt hắn đi. dịch linh quân hơi nhíu mày đáp nếu quản lý ân đã biết xảy ra chuyện gì vậy thì hẳn phải biết ân hành bắt cóc con trai của vô ưu. ân duyệt dung cười một tiếng không nhanh không chậm nói hội trưởng có phải là ngài hiểu lầm cái gì rồi hay không? con trai của nhiếp vô ưu chính là cháu nội của ân duyệt dung tôi. Tôi phải a à hành đi đón cháu của mình tới đây, đoàn tụ cùng bà nội mình mà thôi, làm sao có thể nói là bắt cóc. Nghe nói như vậy, sắc mặt Dịch Linh Quân thoáng trầm xuống. Mặc dù lời này của Ân Duyệt Dung hoàn toàn chính là đang ngụy biện, nhưng cũng không thể tìm được chỗ sai nào. Coi như là Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cũng không cách nào phản bác mối quan hệ này. Chương 2381, có cần chơi lớn đến vậy không hả? trong con người của ân duyệt dung mang theo chút lãnh ý tiếp tục nói hội trưởng một quản lý như tôi luôn nghiêm khắc tuân thủ tất cả các quy định của trọng tài hội nếu như ân hành phạm sai lầm tôi sẽ nghiêm trị không tha nhưng mà hiện tại rõ ràng chẳng qua chỉ là chuyện nhà của ân ra tôi hội trưởng ngài nói xem đúng không mặc kệ chức vụ của dịch linh quân có cao hơn nữa cũng không quản được chuyện trong nhà người ta chuyện này giờ phút này dịch linh quân quả thực có chút nhức đầu ân duyệt dung này, khó giải quyết cực kỳ, coi như là ông, cũng cực kỳ không muốn đấu đá nhiều với bà ta. Diệp Oản Oản đè nén lửa giận, quản lý ân, nếu như bà có cái gì bất mãn, đại khái có thể nhầm vào tôi, đừng làm khó dễ một đứa bé. Ân duyệt dung nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười một tiếng, nhiếp tiểu thư thật sự là bản lãnh, ngay cả tôi đều bị lừa rồi. Khó trách A à cử quyết chết một lòng đối với cô, bất quá nhiếp tiểu thư cũng không cần khẩn trương, tôi nói rồi, tôi là bà nội của đường đường. Bà nội đón cháu ruột mình tới ở mấy ngày, không có vấn đề gì chứ. Bà, Diệp Oản Oản kiêng kỵ tư giả hàn, nên một số lời khó nghe quả thực không nói ra được. Đúng lúc này, tư giả hàn liếc ân hành đang kêu đau, gào thét bi thương trên đất một cái, ngay sau đó quay sang nói với Lâm Khuyết, Lâm Khuyết, mang ân thiếu ra về. Vâng thưa cửu ca, Lâm Khuyết lập tức gọi mấy người trói gô cổ ân hành lại, ném về phía sau. Sau đó, liền nghe được tư giả hàn mặt không cảm xúc nói, tôi và ân hành là anh em, mời hắn đến chỗ tôi làm khách mấy ngày, chắc hẳn quản lý ân cũng sẽ không để ý. Diệp Oản Oản, dịch linh quân cạn lời, nhìn hai mẹ con này. Audio điện tử võ tấn bền. Bà dùng con trai tôi uy hiếp tôi, tôi cũng dùng con trai nuôi bà uy hiếp lại bà. Có cần chơi lớn đến vậy không hả? Thấy tư giả hàn lại có thể dùng ân hành để uy hiếp chính mình, đáy mắt ân duyệt dung đen đi bất quá rất nhanh dần dần thanh tỉnh lại khẽ cười một tiếng nói xin cứ tự nhiên đại khái là không ngờ tới ân duyệt dung lại sẽ trả lời như vậy sắc mặt của tư giả hàn thoáng trầm xuống ân hành nghe vậy kinh hãi tột độ thật không ngờ rằng ân duyệt dung lại sẽ có thể mặc kệ mình như vậy nhất thời kinh hô thành tiếng mẹ không được hắn không thể rơi vào tay tư giả hàn tuyệt đối không thể tư giả hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn Thấy hai mẹ con tràn ngập mùi khói súng, chạm một cái sẽ nổ tung, Dịch Linh Quân thật sự là nhức đầu không thôi. Vạn nhất để cho hai mẹ con này ồn ào, hội trưởng như ông sợ là cũng khó lòng sắp xếp được. Dịch Linh Quân không có cách nào, chỉ có thể vội vàng nháy mắt cho con gái. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, ngay sau đó đi tới trước mặt Tư Giả Hàn, "A Cửu, chúng ta đi về trước rồi nghĩ biện pháp sau." Anh còn không nhìn ra được sao? trước mặt nhiều người như vậy ân duyệt dung không có khả năng thả người nếu không thể diện của bà ấy biết ném đi nơi nào huống chi anh lại còn lấy cứng đối cứng với bà ấy như vậy với tính tình của ân duyệt dung sẽ tuyệt đối không thể nào nhượng bộ hay thỏa hiệp chỉ có thể đối chọi với anh tới cùng như vậy sẽ không cứu được đường đường ra tư giả hàn nghe được âm thanh dịu dàng khuyên nhủ của cô gái ở bên cạnh lý trí rốt cuộc mới quay trở về không thể không thừa nhận oản oản nói rất đúng mặc dù nàng và ân duyệt dung tiếp xúc không nhiều lại hiểu rất rõ tính tình ân duyệt dung a à cửu chúng ta đi về trước đợi khi không có ai lại âm thầm thương lượng với ân duyệt dung đến lúc đó có thêm sư phụ em ra mặt bảo bà ấy thả đường đường ra không thành vấn đề diệp oản oản tiếp tục nói ân duyệt dung nhìn lướt qua mọi người sắc trời đã tối tôi cũng không tiện nói nhiều hay là các vị muốn tiếp tục ở lại làm khách bầu không khí căng thẳng thế này những vị cao tầng và quản lý kia nào dám ở lại, vạn nhất bị vạ lây thì biết tìm ai nói lý lẽ bây giờ. Vì vậy tất cả đều vội vàng chào tạm biệt, rời đi. chương 2382, đứa bé kia đâu? Tư giả hàn và ân duyệt sung lườm nhau một cái, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Diệp Oản Oản đang nắm chặt tay mình trấn an, lúc này anh mới chịu nhượng bộ, được. Lần này đến phiên ân duyệt sung cảm thấy ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn Diệp Oản Oản đứng bên cạnh anh một cái. Thật không ngờ với tính cách của con mình, lại sẽ đồng ý nhượng bộ. Đêm khuya, chỗ ở của Tư Dạ Hàn. Đường đường vẫn còn ở trong tay của ân duyệt dung, sắc mặt của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đều không dễ nhìn. Lâm Khuyết nhức đầu hỏi, cái tên ân hành kia, xử lý như thế nào? Có cần tra tấn, khảo cung không? Nói không chừng làm như vậy gì Dung sẽ đau lòng đấy dù sao cũng là người nối nghiệp duy nhất của bà ấy ít nhiều gì cũng sẽ để ý một chút chứ tư giả hàn trầm ngâm chốc lát ngay sau đó đáp mỗi ngày cứ dùng hình như bình thường nhưng cũng không cần quá gắt nới lỏng tạo cơ hội cho hắn truyền tin ra bên ngoài lâm khuyết thoạt tiên thoáng sửng sốt một chút sau đó hiểu ra ô hiểu rồi để cho hắn cầu cứu với dì dung đúng không vẫn là cửu ca anh nhìn xa trông rộng được rồi tôi hiểu rồi diệp oản oản nhìn tư giả hàn một cái A à cửu, anh xác định là ân duyệt dung sẽ thật sự để ý sự sống chết của ân hành. Nếu quan tâm tới một người, sẽ không có phản ứng kiểu như thế. Em thực sự không nhìn cái gã con tin ân hành này còn tác dụng gì. Huống chi hiện tại ân hành cũng đã xem như một kẻ vứt đi. Tư giả hàn đáp, bà ấy sẽ để ý ân hành. Ít nhất ân hành ở chỗ này, đường đường sẽ an toàn. Nghe tư giả hàn nói ân duyệt dung để ý ân hành, Diệp oản oản không khỏi có chút thương anh. Tư giả Hàn, trong vòng 3 ngày, nếu bà ấy còn không thả người, anh sẽ dùng phương thức của mình để giải quyết. Phương thức của mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhíu chặt chân mày, quả thực không nghĩ tới chuyện sẽ ẩm ý tới mức độ này. Ân gia Tâm phúc của ân hành, A Trung run lẩy bẩy quỳ dưới đất. Phu nhân, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ thật sự biết lỗi rồi. A Trung không ngừng dập đầu, sợ đến hồn siêu phách lạc. Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, sai rồi sao ngươi nói một chút xem mình sai chỗ nào a trung vội nói thuộc hạ không nên để mặc cho ân hành thiếu gia làm bậy không nên mặc cho cậu ấy bắt cóc tiểu thiếu gia ân duyệt dung gõ gõ ly trà trong tay chỗ sai của ngươi không phải là bắt cóc đứa bé kia mà sai ở chỗ các ngươi ngu xuẩn tự cho là đúng bà biết rất rõ việc ân hành nhân lúc không có ai làm những chuyện kia cùng tần tung bà cố ý không lên tiếng nhắc nhở chính là muốn khảo nghiệm ân hành một phen Ai ngờ đâu, hắn lại có thể ngu xuẩn đến loại trình độ này, từng bước từng bước rơi vào cảnh làm, mà chết thay cho kẻ khác. Một bên, nữ quản gia thở dài, tự mình lầm bẩm lần này chuyện thành như vậy, thậm chí còn bắt đứa bé kia lại. Sợ rằng đại thiếu gia sẽ tuyệt đối không trở lại ân gia nữa. Vốn còn tưởng rằng sau khi đại thiếu gia trở về thiên thủy thành, quan hệ giữa hai mẹ con có thể có thể chuyển biến tốt, ai ngờ đâu lại càng ngày càng tồi tệ. Làm sao, chẳng lẽ bà nghĩ rằng tôi không có nó không được sao coi như không còn nó không còn ân hành thì cũng có thể đào tạo ra một ân hành khác ân duyệt dung cả giận nói nguyên bản bà còn nghĩ chỉ cần a cửu rời xa nữ nhân kia liền sẽ trở về mà bây giờ bà đã biết rõ đứa con trai này tuyệt đối sẽ không trở lại nữa nữ quản gia muốn mở miệng nhưng lại không dám phản bác làm sao có thể giống nhau cơ chứ Rõ ràng trong lòng phu nhân cũng hiểu rõ, bất kể là ai, cuối cùng cũng không cách nào sánh bằng đại thiếu gia. Đứa bé kia đâu, ân duyệt Dung hỏi. A Trung cẩn thận từng ly từng tí trả lời, ân hành thiếu gia để cho người trông chừng rồi. Ân duyệt Dung trước cứ đưa đến vạn mai sơn trang. chương 2383, một thứ phế vật mà thôi. A Trung, vâng, nữ quản gia có chút lo âu, phu nhân, bà muốn làm cái gì? thật ra thì trong chuyện này, thiếu gia ân hành quả thật có hơi quá đáng. Vô luận như thế nào cũng không nên làm liên lụy đến một đứa bé vô tội. Không bằng thả đứa bé kia đi, như vậy thiếu gia ân hành cũng có thể được an toàn. Ân duyệt dung thản nhiên nhìn nữ quản gia một cái, từ lúc nào việc tôi làm, đến phiên bà tới dậy. Phu nhân thứ tội, là tôi quá phận rồi, nữ quản gia vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh đổ nhễ nhại trên trán. Sự đả kích từ chuyện này đối với phu nhân thực sự là rất lớn, vì vậy tâm tình của phu nhân càng thêm bất ổn định. Vạn nhất phu nhân trong trạng thái kích động làm ra chuyện gì đó với đứa bé kia, hậu quả thật sự là không tưởng tượng nổi. A à, chung Trung đợi cả nửa ngày, thấy ân duyệt dung không đề cập chút gì đến ân hành, có chút không nhịn được, vậy. Phu, phu nhân, ân hành thiếu ra biết làm sao bây giờ, phải mau cứu cậu ấy ra trên mặt của ân duyệt dung không có nhiệt độ chút nào một thứ phế vật mà thôi đáng giá để ta quan tâm sao a à trung chuyện này chuyện này đêm khuya tại nơi giam giữ ân hành đêm đã khuya a à trung thử liều lĩnh lẻn vào bên trong vậy mà thật không ngờ lại có thể thành công thiếu ra thiếu ra ân hành nghe được âm thanh trở mình bò dậy kinh ngạc nhìn về nơi cửa a à trung sao cậu lại tới đây a à trung tôi lo lắng cho an nguy của thiếu gia mạo hiểm đột nhập vào ân hành nhanh nhanh cứu tôi ra ngoài cái nơi quỷ quái này hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi dù chỉ là thêm một khắc thiếu gia nơi này bị trông chừng nghiêm ngặt tôi có thể lẻn vào đã rất không dễ dàng không có khả năng mang cậu đi ra ngoài a à, trung khổ sở nói đáng chết ân hành mặt đầy u ám hiện tại mẹ như thế nào rồi khi nào mẹ sẽ tới cứu tôi có phải là mẹ bảo cậu tới hay không? A Trung nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, do dự trả lời, phu nhân, bà ấy không đề cập tới chuyện của ngài. A Trung không dám nói thật với Ân Hành, thái độ đó của Ân Duyệt Dung, căn bản rõ ràng chính là không có ý định cứu hắn. Ân Hành nhất thời sướng sờ, cái gì gọi là không hề đề cập tới chuyện của tôi? Ân Duyệt Dung lại có thể hoàn toàn không hề đề cập tới chuyện cứu hắn? Chẳng lẽ hắn thật sự bị vứt bỏ rồi sao? không không có khả năng không thể nào mặc dù lần này tôi làm mẹ thất vọng nhưng mẹ hao tốn nhiều tâm huyết như vậy trên người tôi tôi là người kế thừa duy nhất của bà ấy bà ấy tuyệt đối không thể nào vứt bỏ tôi được ân hành tự trấn an mình a trung vội nói vâng 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 thiếu gia ngài nói phải hiện tại ngoại trừ trông cậy vào ngài phu nhân còn có thể dựa vào ai bây giờ phu nhân và đại thiếu gia đã như nước với lửa đại thiếu gia tuyệt đối không có khả năng sẽ trở về Cậu cũng biết Tư Giả Hàn là người nào, tin rằng phu nhân cũng chỉ là vì nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt để cứu cậu ra ngoài mà thôi. Ân hành cắn răng, đúng vậy, không sai. Coi như nhiếp vô yêu đó là đệ tử thân truyền của hội trưởng thì đã sao? Quan hệ giữa Tư Giả Hàn với ân duyệt dung tuyệt đối không có khả năng vãn hồi lại như cũ. Mẹ sẽ kiên trì cản trở việc thông qua dự luật. Hơn nữa, mẹ chán ghét nữ nhân kia như thế, nhất định sẽ hành hạ tên tiểu tạp chủng kia. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ đấu nhau đến lưỡng bại câu thương đến lúc đó đến lúc đó ân gia chính là của tôi rồi a trung lộ vẻ vui mừng thiếu gia ngài anh minh ân hành a trung sau khi đi ra ngoài nên làm thế nào đã biết rõ rồi chứ a trung biết rồi biết rồi tôi nhất định sẽ nói tốt cho thiếu gia trước mặt phu nhân nói với phu nhân cậu ở chỗ này bị nghiêm hình tra khảo xin phu nhân cứu cậu ra ngoài về phần tên tiểu tạp chủng bên kia tin rằng không cần tôi làm cái gì, phu nhân cũng sẽ cảm thấy chán ghét nó, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu. Ân hành, rất tốt. chương 2384, tỷ tỷ là tiên nữ sao? Sáng sớm hôm sau, ở một sơn trang rộng vài ngàn mẫu nào đó. Vạn Mai Sơn Trang là một sản nghiệp tư nhân của ân duyệt dung, vị trí rất bí mật, là khu vực chuyên dụng mà ân duyệt dung dùng để nuôi cổ trùng và chế tạo độc dược, nghe đồn chướng khí tràn ngập, độc trùng khắp nơi. Người của Thiên Thủy Thành đều cho rằng đó là một vùng cấm địa, không một ai dám tiếp cận nơi đó. Bởi vì ân duyệt dung thích hoa mai, cho nên bên trong trang viên được trồng rất nhiều hoa mai, thuê người chăm sóc tỉ mỉ. Giờ phút này, đang giữa độ mai nở rộ, bên trong sơn trang ngập tràn mùi hương thơm dịu của hoa mai. Chẳng qua là phong cách kiến trúc của trang viên này quá mức cổ điển, màu tối làm chủ đạo. Dù cho phong cảnh thơ mộng, nhìn vào lại thấy như có tử khí âm trầm, ngay cả những đóa hoa xinh đẹp cũng trở nên u ám đi phần nào. Sáng sớm tinh sương, những bông tuyết tinh khôi bay lất phất, từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa, bên trong khu vực trang viên càng thêm vắng vẻ lạnh tanh, cực kỳ đáng sợ. Phu nhân, ân duyệt dung bước vào phòng khách, lập tức có người giúp việc cúi thấp đầu, đi lên nhận chiếc áo khoác của ân duyệt dung, một người hầu gái khác vội vàng dâng trà nóng lên tất cả mọi người giúp việc lặng yên đứng ở hai bên, không dám thở mạnh. Ân Duyệt sung nhấp một ngụm trà, mang người tới đây. Dạ dạ giả dạ, A Trung gật đầu liên tục, vội vàng phân phó thủ hạ, còn không mau dẫn tiểu tạp trùng kia lên đây. Nghe được lời của A Trung, chân mày Ân Duyệt sung cao lại rất khẽ không thể nhận ra, bất quá cũng không hề nói gì. Rất nhanh, có tiếng bước chân từ nơi cửa truyền tới, hai gã thủ hạ dẫn một đứa bé khoảng chừng 4-5 tuổi đi tới trên người đứa bé nọ còn mặc đồng phục trường học màu xanh da trời, da thịt trắng, noãn mũm mĩm, hai gò má có chút phúng phính, đôi mắt trong veo như sao, tươi tắn, xinh xắn. Cho dù bị bắt cóc đến địa phương đáng sợ xa lạ này, trên mặt của cậu nhóc cũng không hề kinh hoàng chút nào, chẳng qua chỉ tò mò nhìn khắp tứ phía. Sau khi đường đường bị mang tới đây, Thoạt Tiên quan sát khắp nơi một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người người phụ nữ ngồi ở trên chiếc ghế đỏ phía đối diện ân duyệt dung trước sau như một, vẫn mặc trang phục màu đen, giày ống đen. Chỉ có điều, trang phục màu đen này lại càng tôn lên nước da trắng nõn nà của mà, tóc mai đen tuyền, ngũ quan tinh xảo, không hề có chút nếp nhăn nào. Nếu không phải là khí tức trên người quá lạnh lùng nghiêm khắc, vẻ mặt quá âm trầm, coi như là nói bà chỉ mới 30 tuổi, cũng có người tin. Giờ phút này, ân duyệt dung cũng đang quan sát đứa bé trước mặt mình. Trong nháy mắt khi thấy đứa bé kia, ân duyệt dung liền lập tức sửng sốt thấy rõ. Đứa bé phấn điêu ngọc chắc này, quả thật là giống A Cửu khi còn bé như đúc, thậm chí, so với A Cửu khi còn bé còn dễ thương đáng yêu hơn. Ngay cả nữ quản gia bên cạnh, mặt cũng đầy kinh ngạc, hạ thấp giọng nói thầm ở bên tai ân duyệt dung, ôi trao, phu nhân, dáng dấp đứa nhỏ này và đại thiếu gia khi còn bé thật giống nhau. Không chỉ là giống với A Cửu, phần chán cũng giống với nữ nhân nhiếp vô ưu kia đứa nhỏ này như được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của bố mẹ. Nhận thấy sắc mặt của ân duyệt dung không tốt lắm, trên mặt nữ quản gia tràn đầy lo âu, rất sợ bà giận cá chém thất, làm chuyện gì đó không hay với đứa bé, phu nhân. Nữ quản gia đang do dự không biết nên khuyên nhủ thế nào, lúc này, cậu nhóc đứng ở chính giữa phòng khách nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cuối cùng con mắt sáng lấp lánh như sau đó, dừng ở trên người ân duyệt dung, đầy nũng nĩu nói, Tỷ tỷ, dung mạo tỷ thật là xinh đẹp. Tỷ tỷ là tiên nữ sao? Ân Duyệt Dung, nữ quản gia. Đại khái là Ân Duyệt Dung hoàn toàn không ngờ rằng câu đầu tiên đứa bé kia sẽ nói sau khi nhìn thấy mình lại là như vậy, thần sắc ngẩn ra thấy rõ, chân mày cũng khẽ nhíu lại. Chỉ bất quá, hẳn là biểu cảm kia cũng không tính là tức giận, chỉ là bởi vì bất ngờ mà nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào mà thôi. Ân Duyệt Dung số mặt, không được nói bậy. Đường Đường nghe vậy, đầy hoài nghi mà nghiêng đầu một chút, tại sao? Ở nơi này của tỷ tỷ có quy định, không cho người khác nói thật sao? Ân Duyệt Dung Lần đầu tiên trong đời, Ân Duyệt Dung bị người hỏi mà không lời chống đỡ. chương 2385, tỷ tỷ mau ăn đi. Một bên, mất một hồi lâu nữ quản gia mới phục hồi lại tinh thần, khẽ cười một tiếng nói, phu nhân, bà đừng nóng giận. Trẻ con ngây thơ thuần khiết, không biết nói láo. Bộ dáng của bà vốn trẻ trung, lúc trước bà và đại thiếu ra cùng đi ra ngoài, nói là chị em cũng có người tin. Huống chi dung mạo của phu nhân vốn rất đẹp mắt, cũng khó trách thằng bé hiểu lầm. Trên thế giới này có người phụ nữ nào mà không thích người khác khen mình xinh đẹp cơ chứ, coi như là ân duyệt dung cũng không ngoại lệ. Lúc này, bên ngoài phòng khách có người giúp việc mang một chén thuốc màu đen tới, phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi. Ân duyệt dung thường xuyên làm việc với cổ trùng, cơ thể bị nhiễm độc, tất nhiên là có chút ảnh hưởng, cho nên cần phải thường xuyên dùng thuốc và thảo dược để trung hòa. Đây không phải là thảo dược tầm thường, trong chén đen kịt một màu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, mùi cực kỳ khó ngửi. Thuốc vừa mới được bưng lên, tất cả mọi người giúp việc cũng không nhịn được mà nhíu mày. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Đường đường tò mò hỏi. Ân Duyệt Dung đang muốn chỉnh lại cách xưng hô của đứa nhỏ này, nhưng không hiểu tại sao lại không làm, thuận miệng đáp, thuốc đường đường bảo bối nhất thời có chút lo âu, tỷ tỷ bị bệnh sao. Nhìn thấy sự lo âu đầy thuần khiết trong mắt đứa bé, ân duyệt dung khẽ giật mình. Đã bao lâu rồi bà chưa từng thấy người khác lo âu và quan tâm cho mình một cách thuần khiết đến vậy. Một bên, nữ quản gia thấy phu nhân không nói lời nào, đầy ôn hòa đỡ lời, giải thích chẳng qua là thân thể phu nhân có chút hao tổn, cần dùng thảo dược để trung hòa, không cần lo lắng. Tiếp đó, ân duyệt dung cũng không tiếp tục để ý tới đứa bé kia cầm lấy chén thuốc như thể đang cầm một chén cháo trắng bình thường sau đó mặt không cảm xúc trực tiếp uống một hơi cạn sạch một chén thuốc đáng sợ chỉ nghe mùi thôi đã cảm thấy buồn nôn sau khi ân duyệt dung uống xong bất quá chân mày cũng chỉ nhăn lại rất khẽ mà thôi từ đầu tới cuối đường đường vẫn luôn không hề trước mắt lấy một cái nhìn chằm chằm ân duyệt dung đợi ân duyệt dung uống thuốc xong vội vàng líu ra líu díu lấy ra một đồ vật xanh xanh đỏ đỏ từ trong lòng ngực nhanh chóng lấy ra, sau đó bạch 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 nện bước chân nhỏ bé chạy đến trước mặt ân diệt dung, mở giấy bọc viên kẹo sữa bò nhét vào trong miệng của ân duyệt dung, tỉ tỉ mau ăn đi. A à, Trung thấy vậy, nhất thời hét lớn một tiếng, tiểu tử thúi, không muốn sống nữa sao? May cho phu nhân ăn cái gì? Đường đường hiếp con mắt nhìn người trước mắt, là kẹo sữa bò, rất ngọt, ăn xong sẽ không cảm thấy đắng nữa. Ân Duyệt Dung hoàn toàn không có chút phòng bị đối với đứa nhỏ này, trong khoảng khắc bất ngờ không kịp chuẩn bị bị nhét viên kẹo sữa bò vào trong miệng trong phút chốc một hương vị ngọt ngào ngập tràn khắp khoang miệng từng chút một trung hòa đi vị đắng làm cho người ta muốn nôn mửa kia bà cúi đầu xuống liền thấy thấy được một đôi mắt long lanh đầy quan tâm và mong đợi của cậu nhóc tỷ tỷ có phải là hết đắng rồi hay không kẹo sữa bò này là mẹ mua cho đệ chỉ còn lại viên cuối này thôi nhóc nói xong trên mặt tràn đầy vẻ không nỡ chỉ còn lại một viên mà thôi, vậy mà vẫn cho bà đấy. Bà chưa bao giờ để lộ ra việc mình cảm thấy thuốc này đắng, cho nên tất cả mọi người đều cho là bà có thể chịu đựng được mùi vị như vậy. Chính bà cũng đã sớm tập thành thói quen, lần đầu tiên có người lại lo lắng cho bà, sợ bà cảm thấy thuốc đắng. A à, chung nôn nao, phu nhân, ai biết được thứ kia rốt cuộc là thứ gì, nói không chừng có độc thì sao? Tiểu tạp chủng này nó. Sắc mặt của Ân Duyệt Dung đột nhiên lạnh xuống im miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao. A Trung không cam lòng nhìn về phía thằng bé kia một cái. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt của hai người này lại trong một bầu không khí quỷ dị đến như vậy. Không được, không thể để tiếp tục như vậy được. chương 2386, con không sợ ta sao? A Trung nhìn về phía đường đường, phẫn nộ quát, không được vô lễ. Người biết bà ấy là ai chăng? Vị này chính là gia chủ của Ân gia Thiên Thủy Thành chúng ta, người quản lý của trọng tài hội. Gia chủ Ân gia, Đường Đường bảo bối nghe vậy, trong đôi mắt to tròn lộ ra thần sắc suy tư, tựa hồ như rốt cuộc cũng đã biết được bà là ai. Bầu không khí ấm áp vừa rồi tựa như chỉ là ảo mộng, như bong bóng xà phòng, đụng một cái liền tan vỡ. Biết ngay mà, đứa nhỏ này quan tâm và thân thiện với mình như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì không biết mình là ai mà thôi. Sắc mặt Ân Duyệt Dung khôi phục lại vẻ lạnh giá, nhìn về phía đứa bé kia, không sai, ta chính là gia chủ Ân gia. Bà tin rằng Nga Cửu và nữ nhân Nhiếp Vô Ưu kia sẽ không có khả năng không đề cập về mình với đứa bé này. Nhất là Nhiếp Vô Ưu, dĩ nhiên là đã cảnh cáo đứa nhỏ này, bà là người thế nào. Nhưng mà, khiến cho Ân Duyệt Dung lần nữa bất ngờ là, sau khi đứa bé kia biết được thân phận của mình, trên mặt hoàn toàn không hề lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà ngược lại là một vẻ mặt đầy vui mừng và kích động. Bà nội, cậu nhóc nhìn về phía bà, giòn giòn rã rã cười thật tươi, thì ra người chính là bà nội của Đường Đường. Nghe tiếng, bà nội kia của cậu nhóc, sống lưng của Ân Duyệt Dung cứng đờ, đáy mắt tràn đầy thần sắc của quái khó hiểu, "Con biết ta là ai, con không sợ ta sao?" Đường Đường có chút không hiểu, tại sao phải sợ bà nội? Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên nói, "Mẹ của con, không hề đề cập với con về ta." Đường đường thành thực gật đầu, mẹ có đề cập tới bà nội. Trên mặt ân duyệt dung lộ ra thần sắc diễu cợt, ồ, thật sao, mẹ con nói gì về ta? Đường đường suy nghĩ một chút, mẹ nói, nói bà nội là người không dễ sống chung lắm. Ân duyệt dung cười lạnh một tiếng, quả nhiên, ân duyệt dung còn gì nữa không? Đường đường, mẹ nói mặc dù bà nội thoạt nhìn là người không dễ sống chung lắm, nhưng thật ra thì là người tốt nói rằng chẳng qua chỉ là độ nhạy cảm của bà nội có chút vấn đề ân duyệt dung là người tốt độ nhạy cảm có chút vấn đề đại khái là vô luận như thế nào ân duyệt dung cũng chưa từng nghĩ sự đánh giá của nhiếp vô yêu đối với mình lại sẽ có thể là như vậy đường đường tiếp tục mở miệng nói mẹ nói rồi thân phận bà nội cao quý dáng dấp lại đẹp mắt như vậy vốn hẳn là nên gặp được may mắn một đời mới đúng đáng tiếc chỉ là độ nhạy cảm quá thấp giống như cha con cũng còn may là đường đường không di truyền độ nhạy cảm của bà nội và cha. Ân Duyệt Dung nghe thấy lời của đứa nhỏ này, thần sắc thật sự là có chút khó mà hình dung, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, mẹ của con. Chỉ nói những thứ này. Đúng vậy, đường đường bảo bối gật đầu một cái, sau đó vội vàng an ủi, bất quá bà nội cũng đừng đau lòng, trong nhà của chúng ta có con và mẹ có độ nhạy cảm cao là đã đủ rồi. Ân Duyệt Dung đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hơn nữa câu, trong nhà của chúng ta kia, khiến cho tâm tình của bà không hiểu sao lại có chút sao động. Nữ quản gia ở bên cạnh nghe đến đó, không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy ôn nhu, yêu thích không thôi nhìn cậu nhóc trước mắt, phu nhân, tiểu thiếu ra thật biết điều. Nói xong, đầy thăm dò thử nói với ân duyệt dung, phu nhân, thật ra thì, nhiếp vô yêu đó, chúng ta cũng chưa từng đi tìm hiểu qua, có lẽ cũng không đến mức không biết điều như trong tưởng tượng của chúng ta dù sao cũng là người đại thiếu gia yêu thích, làm sao có thể kém được. Chỉ riêng việc nàng không gieo ân oán và cừu hận của đời trước vào đầu của một đứa bé, nữ quản gia cũng đã sinh ra không ít hảo cảm trong lòng. Còn nữa, tiểu thiếu gia này, thật là băng tuyết đáng yêu, bà càng nhìn càng thích. Khó trách sau khi đứa nhỏ này bị bắt cóc không hề có chút sợ hãi nào, nhìn thấy ân duyệt dung cũng không kinh hoàng chút nào. Thì ra là bởi vì nhiếp vội yêu chưa từng nói xấu về người bà nội này ở trước mặt cậu bé tâm tư cậu nhóc trong veo, cho nên mới không sợ hãi. chương 2387, sắp xếp ở sát phách. Ân Duyệt Dung tất nhiên đã nghe ra được kiều mẫu đang đứng ra nói giúp cho cô gái kia, lạnh nhạt nói, không ở trước mặt đứa nhỏ này nói xấu tôi thì đã sao, tôi nên cảm tạ ân đức. Bà cho là tôi sẽ quan tâm sao? Kiều mẫu vội vàng cúi đầu, cung kính nói, đương nhiên là không, phu nhân sẽ luôn không để ý đến cách nhìn của bất luận kẻ nào, Kiều Mẫu hiểu rất rõ tính tình của ân duyệt dung, muốn làm cho bà thay đổi cách nhìn đối với một người quả thực là khó như lên trời. Đối với Tư Hoài Trương là vậy, đối với Đại Thiếu Gia cũng vậy, đối với Nhiếp Vô ưu cũng không ngoại lệ. Vô luận Tư Hoài Trương làm cái gì, bà cũng sẽ không nguyện ý thay đổi tình cảm đối với lão ta. Không nguyện ý dừng việc giận cá chém thất và nghiêm khắc đối với Đại Thiếu Gia. Cũng chưa bao giờ thay đổi cách nhìn đối với Nhiếp Vô ưu nhân tố khiến cho đại thiếu gia hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay của bà, muốn để cho bà tiếp nhận, cơ hồ là chuyện không thể nào. Kiều mẫu không khỏi âm thầm than thở, cách đánh giá của nhiếp vô ưu đối với phu nhân, vậy mà có thể nói là chuẩn xác. Phu nhân chỗ nào cũng tốt, chỉ là cái tính tình này, thật sự là. Ân duyệt dung nhìn đứa bé kia một cái, ngay sau đó dây dây huyệt thái dương, đứng lên, hôm nay không về nhà nữa, ở lại nơi này làm việc. Về phần đứa nhỏ này, kiều mẫu, bà đi sắp xếp đi sau khi biết thiên thủy thành xảy ra chuyện bà suốt đêm chạy về tần tung xảy ra chuyện bà lại phải đi xử lý một đống lớn cục diện rối rắm đến bây giờ cũng chưa có lấy một khắc nghỉ ngơi sau khi tần tung ngã đài phe phái của phó hội trưởng như rắn mất đầu loạn thành một đoàn không ngừng có người đến cửa tìm bà được rồi phu nhân vậy tiểu thiếu ra sẽ ở nơi nào kiều mẫu thử hỏi dò lúc này a trung vội vàng chen vào một câu phu nhân, không bằng đứa nhỏ này cứ giao cho tôi an bài đi. Đại khái là ý thức được dường như ân duyệt dung không quá thích hắn gọi đứa bé kia là tiểu tạp chủng A à, Trung đầy thông minh mà đổi cách xưng hô. Bất kể nói thế nào cũng là cháu trai ruột của ân duyệt dung. Chính bà có thể mắng như vậy, nhưng không nhất định có thể chịu được việc người khác cũng mắng như vậy. Ân duyệt dung vốn đang định thuận miệng đáp ứng, nhưng mà, đón lấy con ngươi trong suốt của cậu bé, chẳng hiểu tại sao lại đổi lời, kiều mẫu, sửa sang căn phòng sát vách lại cho tôi kiều mẫu nghe vậy sắc mặt nhất thời đầy vui mừng vâng tôi sẽ làm ngay a trung sững sờ chuyện này như vậy sao được cái thằng tiểu À, đứa nhỏ này có tư cách gì kiều mẫu không vui lườm a trung một cái vị này là tiểu thiếu gia của ân gia chúng ta là cháu đích tôn của phu nhân sắp xếp ở sát vách phòng phu nhân có vấn đề gì nghe kiều mẫu nói ân duyệt dung khẽ nhíu mày đại khái là quá mệt mỏi cũng không có tinh lực đi quản cuối cùng cũng không mắng a trung thấy ân duyệt dung cũng lên tiếng liền biết mình nói thêm gì cũng vô ích chỉ có thể miễn cưỡng đáp không có không có vấn đề gì chỉ là để ở bên cạnh phu nhân dường như có chút không mấy thích hợp để trông chừng bên trong thư phòng ân duyệt dung uống một ly cà phê đặc biệt nồng đang tiếp tục làm việc a trung gõ cửa đi vào phu nhân nói ân duyệt dung cũng không ngẩng đầu lên a à, trung dựa theo giao phó tối hôm qua của ân hành ngữ khí đầy bi thiết mà mở miệng nói phu nhân tối ngày hôm qua tôi lẻn vào tư gia đi thăm ân hành thiếu gia đại thiếu gia thật sự là quá độc ác toàn thân ân hành thiếu gia bị thương cũng không cho chữa trị lại còn tra tấn cậu ấy hiện tại thân thể của ân hành thiếu gia vô cùng suy yếu phu nhân bà phải mau nghĩ biện pháp cứu ân hành thiếu gia ra nếu không cứ tiếp tục như vậy mà nói sợ rằng thiếu gia không chịu được Ân Duyệt Dung đặt cây bút máy trong tay xuống, lạnh lùng nhìn A Trung một cái, xem ra điều ngày hôm qua ta nói, người còn chưa nghe rõ. Người cho rằng hiện tại hắn ở chỗ ta, kết cục sẽ khá hơn. chương 2388, cùng nhau ăn cơm. Ánh mắt lạnh giá kia khiến cho sống lưng A Trung run lên, nuốt nước miếng mở miệng nói, phu nhân, tôi biết lần này ân hành thiếu gia phạm vào sai lầm lớn, nhưng dự tính ban đầu của cậu ấy cũng là vì tương lai của ân gia dù sao cậu ấy cũng là gia chủ tương lai của ân gia tính nết của đại thiếu gia bà cũng biết hắn bị yêu nữ kia mê hoặc tâm trí chắc chắn sẽ không trở lại tương lai ân gia này vẫn phải dựa vào ân hành thiếu gia sắc mặt của ân duyệt dung bỗng nhiên trầm xuống người đang uy hiếp ta không không dám phu nhân làm sao tôi dám tôi chỉ là vì phu nhân vì ân gia mà lo nghĩ cút vâng 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 hầm ra bí mật của tư gia. A Trung lần nữa lẻn vào vào trong. Ân hành vừa thấy được A Trung, lập tức lo lắng hỏi thăm, tình hình thế nào? Mẹ có nói thời gian nào sẽ sắp xếp cứu tôi ra ngoài không? A Trung sợ ân hành kích động, tận lực nói giảm nói tránh, phu nhân. Phu nhân bà ấy hiện tại đang đấu trí với đại thiếu gia. Không có khả năng thỏa hiệp nhanh như vậy, chỉ có thể để thiếu gia ngài chịu ủy khuất thêm mấy ngày rồi. Cái gì, còn phải chờ mấy ngày, sắc mặt của Ân Hành nhất thời trầm xuống, rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào đó sai sai rồi, A à Trung, cậu nói thật với tôi. Rốt cuộc mẹ tôi nói như thế nào, tôi muốn nghe nguyên văn. A à Trung sắc mặt khó coi, Ân Hành thiếu ra, đừng nên biết thì tốt hơn. Ân Hành siết lan can sắt thật chặt, tôi đương nhiên muốn biết. Nói mau. A à Trung không có cách nào, chỉ có thể trả lời đúng sự thật, phu nhân nói nói nếu như là vào lúc này cậu ở tại ân gia kết quả không thể tốt hơn so với hiện tại còn nói nói cậu là phế vật đã không đáng giá để bà ấy tiêu tốn tinh lực ân hành nghe nói như vậy mặt đầy không cách nào tin tưởng không có khả năng chuyện này làm sao có thể ân duyệt dung chỉ còn lại mình tôi mà thôi sao bà ấy dám không cứu tôi a à, trung vâng thiếu gia tôi cũng nghĩ như vậy cho nên hẳn chỉ là lời tức giận của phu nhân mà thôi cậu ngàn vạn lần chớ kích động. Gần đây phu nhân cũng bận rộn bể đầu xuất chán, tâm tình không tốt. Ân hành cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cục diện bên ngoài hiện tại như thế nào. A à, Trung trả lời, hiện tại tần hội phó rơi đài, thường xuyên có người đến cửa tìm phu nhân. Gần đây phu nhân thường xuyên tiếp xúc cùng những người đó. Tôi có cảm giác, có thể phu nhân đang muốn cướp lấy và ngồi lên vị trí phó hội trưởng. Con người của ân hành sáng lên, bằng vào năng lực và mạng lưới giao thiệp của mẹ đúng là ứng cử viên lớn nhất cho vị trí phó hội trưởng này nếu như ân duyệt dung lên làm phó hội trưởng hắn liền có thể dựa vào ân duyệt dung đông sơn tái khởi ân hành sắc mặt âm trầm bây giờ mẹ giam giữ tiểu tạp chủng kia coi như là hoàn toàn xung đột với tư dạ hàn đến cuối cùng nhất định là sẽ lưỡng bại câu thương đến lúc đó nhất định mẹ sẽ cứu tôi trở về a à, trung gật đầu liên tục thiếu gia nói rất phải vạn mai sơn trang. Ân Duyệt Dung làm việc liên tục từ buổi sáng đến trạng vạng tối, bữa trưa cũng không cho phép người giúp việc quấy giày. Cuối cùng vẫn là kiều mẫu lấy can đảm đi gõ cửa, gọi bà ra ăn cơm. Ân Duyệt Dung giống như một cỗ máy đi tới bàn ăn, vừa mới đến gần, liền sửng suốt một chút. Khác với những hôm trước chính là, hôm nay, bên cạnh bàn ăn lớn như vậy còn có một cậu nhóc phấn điêu ngọc trác đang ngồi. Băng ghế có chút cao, cậu bé ngồi ở chỗ đó, hai chân đung đưa trên không. Nhìn thấy bà, lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay, bà nội. Lúc này Ân Duyệt Dung mới nhớ, trong nhà có nhiều hơn một người. Kiều Mẫu quan sát thái độ Ân Duyệt Dung, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, bên này không có nhiều người giúp việc, không điều được người chuẩn bị thêm một bữa riêng. Nên tôi mới để tiểu thiếu gia và bà cùng nhau dùng cơm, cũng bất quá chỉ là nhiều thêm một đôi đũa mà thôi chương 2389, đường đường không vui. Ân Duyệt Dung không tỏ ý kiến đi tới ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn người thừa ra này, dùng nước chanh rửa tay, ngay sau đó mặt không cảm xúc bắt đầu dùng cơm. Thấy Ân Duyệt Dung không để ý tới mình, đường đường vậy mà cũng không thèm để ý, cũng tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Ân Duyệt Dung ăn chay, cho nên trên bàn ăn cơ bản tất cả đều là thức ăn chay. Kiều Mẫu có chút lo âu nhìn về phía cậu bé, sợ nhóc ăn không quen. Quả nhiên, chuyện bà lo lắng đã xảy ra, từ đầu đến cuối cậu bé không hề gấp thức ăn, cũng không ăn cơm, chẳng qua là cứ mãi nhìn chằm chằm vào ân duyệt dung, trên gương mặt mũm mĩm tràn đầy thần sắc không mấy vui vẻ. Kiều mẫu ho nhẹ một tiếng, thử chân ăn, tiểu thiếu ra, mùi vị thức ăn chay nơi này chúng tôi làm cũng không tệ, cậu nếm thử đi. A à, Trung bưng một chén canh rau tới, đầy sỏ xiên nói chen vào, kiều mẫu, nó là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, làm sao quen ăn những thứ này được kiều mẫu cau mày trẻ con kén ăn cũng là chuyện bình thường kiều mẫu nói là nói như vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi phải biết ngày trước nếu như là đại thiếu ra dám kén ăn tuyệt đối sẽ bị trừng phạt phi thường nghiêm khắc ân duyệt dung nghe hai người này tranh cãi đến phát bực đem đũa gõ xuống bàn một cái im miệng ồn chết đi được lúc này rốt cuộc kiều mẫu và a trung mới im lặng lại ân duyệt dung nói xong nhìn về phía cậu nhóc ngồi sụ mặt phía đối diện sắc mặt khó coi thấy rõ đường đường cũng không nói chuyện chẳng qua vẫn như cũng nghiêm khuôn mặt nhỏ mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ân duyệt dung ân duyệt dung đang muốn mở miệng nói cái gì chỉ thấy cậu nhóc đột nhiên trở mình một cái từ trên ghế trèo xuống dưới sau đó nhanh chóng đi về phía ân duyệt dung ân duyệt dung khẽ nhíu mày sắc mặt có chút không vui không hiểu nhóc muốn làm cái gì sau khi đường đường đi tới nhón chân lên bẹp một tiếng nhẹ nhàng đặt bàn tay núp ních của mình lên trán ân duyệt dung bàn tay nhỏ ấm áp của cậu nhóc bất ngờ đặt lên ân duyệt dung thoáng sửng sốt không chỉ riêng ân duyệt dung a trung và kiều mẫu cũng sợ hết hồn ân duyệt dung ghét nhất bị người khác đụng chạm đứa nhỏ này làm như vậy quả thật là muốn chết mà a trung nhất thời lớn tiếng gầm lên cản dỡ quả thật là vô lễ nhãi con ngươi làm cái gì Đường đường dùng tay đặt lên chán ân duyệt dung một hồi, sau đó dứt khoát kéo lấy cổ của ân duyệt dung, để cho đầu của bà cúi thấp một chút, cuối cùng quả quyết dùng chán của mình lần nữa áp vào trên chán ân duyệt dung. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn búng ra sữa kia, vô cùng nghiêm túc kết luận bà nội. Nội bị sốt, ân duyệt dung không nhúc nhích cứng đờ ở nơi đó, cái chán nóng bỏng chạm vào cái chán ấm áp của cậu bé, nghe trong hơi thở chỉ thấy đều là hương vị ngọt ngào thơm mùi sữa, đập vào mắt bà chính là một đôi mắt tràn đầy trách cứ và lo lắng. Chính ân duyệt dung cũng biết y thuật, bà tiện tay bắt mạch cho chính mình, ngay sau đó nhíu chặt chân mày. Lại có thể thật sự là bị bệnh. Bà bận rộn đến bây giờ, cũng hoàn toàn không hề phát hiện. Phu nhân, bà bị làm sao vậy? Kiều mẫu rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, đuổi tới. Bị sốt mà thôi, không cần ngạc nhiên. Ân Duyệt Dung trả lời đường đường sắc mặt ngưng trọng dị thường, chán bà nội rất nóng, sốt rất nặng, phải nhanh uống thuốc, nghỉ ngơi. Kiều mẫu cẩn thận nhìn ân duyệt dung một chút, chỉ thấy trạng thái của ân duyệt dung so với bình thường có chút mệt mỏi hơn mà thôi, thật ra thì cũng không có biến hóa quá lớn, cho nên bà mới không có nhìn ra ân duyệt dung bị bệnh. Không ngờ rằng, đứa nhỏ này quan sát tỉ mỉ như vậy, lại có thể là người đầu tiên phát hiện ra. Thì ra nhóc không phải là bởi vì kén ăn mà không vui, mà là bởi vì bà nội bị bệnh. chương 2390, kể chuyện cổ tích. Kiều mẫu, đi lấy thuốc đi. Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của cậu bé, ân duyệt sung cũng không hiểu tại sao mình sẽ thỏa hiệp, cuối cùng vẫn để cho kiều mẫu đi lấy thuốc. Trong phòng ngủ, ân duyệt sung nằm dài trên giường, uống thuốc hạ sốt. Đường đường vẫn trông chừng ở bên cạnh, mãi đến khi nhìn thấy ân duyệt sung uống thuốc xong mới an tâm. Kiều mẫu, đem tài liệu trên bàn làm việc của tôi tới đây. Ân Duyệt Dung ra lệnh. Kiều Mẫu đang định làm theo, đường đường lập tức nhìn về phía Ân Duyệt Dung, bà nội, nội cần nghỉ ngơi, công việc có quan trọng đi nữa cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bà nội. Sau khi nói xong, cậu bé trực tiếp nhìn về phía Kiều Mẫu, Kiều Mẫu, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, để cho nhà bếp chuẩn bị chút cháo. Bắt đầu từ bây giờ, miễn tiếp tất cả các loại khách giúp bà nội đến trọng tài hội bên kia xin nghỉ phép. Cậu bé dùng vài ba lời, trực tiếp phân phó ổn thỏa công việc của tất cả mọi người. Kiều mẫu đứng nở ở đó. Một bên, A Trung mặt đầy khinh thường, tên oát con này muốn tạo phản sao. Cho rằng đây là nơi nào, lại có thể ở chỗ này ra lệnh. Làm vậy nhất định là phu nhân sẽ nổi giận đấy, dù sao phu nhân ghét nhất là người không tuân theo quy củ. Ân Duyệt Dung nhìn chăm chú cậu bé trước mắt, trầm mặc rất lâu, cuối cùng rũ con ngươi, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Có thể là bởi vì thân thể suy yếu, làm cho gương mặt bà dường như dịu dàng hơn so với thường ngày đi vài phần, cái thằng bé con này, quản rộng nhỉ. Nhìn thái độ này của ân duyệt dung, hoàn toàn không có chút không vui nào. Không nghe được sao, đi sắp xếp đi, ân duyệt dung nhìn về phía kiều mẫu. Kiều mẫu thở phào nhẹ nhóm, sắc mặt vui mừng, nhanh đi an bài. A à, Trung thì chố mắt nghẹn họng mà ngẩn người tại chỗ sau khi kiều mẫu và a trung rời đi trong phòng liền chỉ còn lại có ân duyệt dung và đường đường hai người ân duyệt dung dựa vào đầu giường làm sao con biết ta sốt cậu nhóc nháy mắt một cái bởi vì thoạt nhìn bà nội rất không thoải mái ân duyệt dung phải không bà đã sớm quen ngụy trang thành thói vô luận dưới tình huống nào cũng sẽ không để cho chính mình lộ ra sơ hở cho nên ngay cả kiều mẫu vẫn luôn ở cạnh bà cũng đều không nhìn ra đứa nhỏ này vậy mà liếc mắt liền nhìn ra được bà không thoải mái. Đại khái là bởi vì ánh mắt của cậu nhóc tương đối là đơn thuần, cho nên nhìn thấu được một số thứ mà người khác không thấy được chăng? Bà nội, có phải là nội không ngủ được hay không? Hay là đường đường kể chuyện cổ tích cho nội nghe nhé? Đường đường mở miệng, tùy con, ân duyệt dung nhắm mắt lại. Vậy con bắt đầu kể đây, đường đường hắng giọng một cái, sau đó đầy nũng nịu, bắt đầu kể chuyện xưa trước đây cực kỳ lâu ở bên trong rừng rậm có một cô bé bà ngoại của cô bé kia đan cho cô một chiếc khăn quàng đầu màu đỏ cô bé đặc biệt thích mỗi ngày đều mang cho nên mọi người cũng gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ có một ngày cô bé quàng khăn đỏ đưa cơm cho bà ngoại ở sâu trong rừng nhưng mà không ngờ tới nửa đường lại gặp phải một con sói xám lớn con sói xám lớn này vô cùng đói vừa nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ liền lập tức nhào tới nhưng sau khi lão sói xám nhào đến, lại không hề ăn cô bé quàng khăn đỏ. Bà nội, nội biết tại sao lão sói xám không có ăn cô bé quàng khăn đỏ sao? Tại sao? Lúc Ân Duyệt Dung phản ứng lại, phát hiện mình đã hỏi ra miệng. Đường Đường cười híp mắt đáp, bởi vì lão sói xám cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ quá đáng yêu, cho nên nó muốn cùng cô bé quàng khăn đỏ làm bạn, không muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ nữa. Đáy mắt Ân Duyệt Dung chậm rãi hiện lên một ý cười. Câu chuyện này là như vậy sao? Đúng vậy, chính là như vậy đấy. Bà nội còn muốn nghe không? Con biết rất nhiều chuyện cổ tích đó nha, con tiếp tục kể cho nội nghe. Chương 2391, bà nội đừng sợ. Âm thanh có chút nhõng nhẽo của cậu bé vang lên bên tai, vành mắt Ân Duyệt Dung dần dần díp lại, mơ màng tiến vào giấc ngủ. Giấc ngủ này bình an đến lạ, Ân Duyệt Dung ngủ thẳng một mạch từ trạng vạn tối tới đêm khuya cuối cùng bị đánh thức bởi một tiếng sấm. Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, bão tố nổi lên, cuồng phong gào thét, bóng cây phản chiếu lên cửa sổ, như những bóng ma quỷ vần quanh. Ân duyệt dung theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày. Nằm mãi một hồi, ân duyệt dung đứng dậy, khoác áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Ân duyệt dung đi tới phòng cách vách, đẩy cửa phòng ra. Bên ánh đèn ngủ le lói của căn phòng, Cậu nhóc nằm ở trên giường đang ngủ say sưa, dường như hoàn toàn không hề bị tiếng sấm quấy nhiễu. Ân Duyệt Dung nhìn đường đường một cái, chân mày nhíu chặt, tựa hồ như có chút ảo não. Bà cũng không ở lại lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Chẳng qua là lúc rời đi, Ân Duyệt Dung không cẩn thận đụng phải chiếc ghế dựa nơi mép giường, tạo thành một tiếng kẹt khe khẽ. A, à, trên giường, cậu bé mơ mơ màng màng tỉnh lại, bà nội. Thấy cậu nhóc phát hiện ra mình ân duyệt dung ho nhẹ một tiếng, ừm. Đường đường rụi rụi mắt ngồi dậy, nhẹ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, sờ sờ trên trán ân duyệt dung, xác định ân duyệt dung đã đỡ sốt rồi. Sau đó, nhóc ngáp một cái, tò mò nhìn về phía bà, bà nội, sao nội lại tới đây? Con biết rồi, có phải là bà nội sợ hãi hay không? Cậu nhóc nói xong, liền dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ sau lưng của ân duyệt dung một cái, bà nội đừng sợ, mẹ con nói sấm chấp rền vang chẳng qua chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Hơn nữa trên thế giới này cũng không có quỷ, cho nên không cần sợ hãi. Cậu nhóc đầy nghiêm túc phổ cập khoa học thường thức cho ân duyệt dung, cuối cùng còn nhích sang một bên của chiếc giường, bà nội, nếu như nội sợ, có thể ngủ chung cùng đường đường. Mặc dù ân duyệt dung cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà, quả thật là bởi vì bà có chút lo lắng mới qua đây xem chừng đứa nhỏ này một chút. Lại không ngờ rằng, cuối cùng chính mình lại trở thành người được Trần An. Trên giường, cậu bé mặc bộ đồ ngủ do Kiều Mẫu chuẩn bị cho. Bộ đồ ngủ lông xù, gương mặt mũm mĩm của nhóc và đôi mắt còn díp lại mơ màng vì buồn ngủ, đáng yêu lạ thường. A Cửu khi còn bé cũng ngọc tuyết đáng yêu giống như vậy, nhưng A Cửu giống như là một con búp bê vậy, dù rất tinh xảo nhưng lại như không có linh hồn, trong con người chưa bao giờ có vẻ sáng ngời, ngây thơ và ấm áp như vậy. Ân Duyệt Dung trở nên thất thần đột nhiên nhớ lại hồi ức xưa rất xưa trước đây cực kỳ lâu thời điểm bà vẫn còn là một cô bé cũng từng yêu thích trẻ con bắt đầu từ lúc nào thì chán ghét nhỉ là thời điểm tư hoài trương đi ngoại tình cùng nữ nhân kia con riêng của lão ta lần lượt ra đời hết đứa này đến đứa khác hay là khi đứa con cùng tư hoài trương bà thật vất vả mới sinh ra được lại bị lão ta chẳng thèm ngó tới coi như là cục nợ không cần đâu con ngủ đi Vẻ mặt của Ân Duyệt Dung rất nhanh khôi phục lại như thường, xoay người rời khỏi phòng. Có lẽ là bị ốm khiến người ta dễ dàng suy nghĩ lung tung, tối nay bà thật sự là quá khác thường. Sáng ngày hôm sau, Ân Duyệt Dung đã hạ sốt. Trọng tài hội bên kia, bà xin nghỉ hẳn một ngày, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm, Đường Đường đã đi tìm Ân Duyệt Dung, xác định bà đã không sao, cậu bé mới yên tâm. Mới vừa ăn sáng xong, Kiều Mẫu mang theo một cô gái trẻ đi tới, phu nhân, trang phục thời trang mới nhất, quản lý trương đã tự mình đưa tới. Bà muốn nhìn một chút sao? Ân Duyệt Dung cũng không thèm ngẩng mí mắt lên, tùy ý xua tay một cái, bà tự quyết định đi. chương 2392, bộ này mặc đẹp. Kiều Mẫu vội mở miệng nói, phu nhân, trang phục mùa này đều rất không tệ, hay là bà chọn thử xem. Y phục của bà, kiểu dáng quá đơn điệu, cũng nên thay đổi một chút cho mới mẻ. Mỗi lần có thời trang mới nhất, Kiều Mẫu đều bảo cửa hàng đưa tới tận nơi cho Ân Duyệt Dung chọn. Nhưng Ân Duyệt Dung hoặc là trực tiếp để cho Kiều Mẫu quyết định, hoặc là sẽ chọn lại những mẫu quần áo tựa tựa như cũ và tất cả đều là màu đen, chưa bao giờ chọn thử một loại khác. Nói chung vì hôm nay không có chuyện gì, Ân Duyệt Dung liền đồng ý, mang vào đi. Vâng, Kiều Mẫu vội vàng nói quản lý đem những mẫu đồ mới nhất vào quản lý trương cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng mỗi lần tới đều không nhịn được trầm trồ vì vị nữ quản lý trọng tài hội vừa xinh đẹp lại lạnh lùng này. Nhan sắc của nữ quản lý này được bảo dưỡng quá tốt rồi, chẳng qua là bình thường chưa bao giờ trang điểm. Chỉ cần thoáng sửa soạn một chút, khẳng định là càng kinh diễm. Quản lý trương sai cấp dưới mang toàn bộ quần áo vào, xếp thành một hàng, để cho ân duyệt dung chọn. Ân duyệt dung nghiêng nghiêng đầu, tiện tay chỉ vài bộ, cái này, cái này quả nhiên tất cả những loại được ân duyệt dung chọn đều là trang phục tương đối chính chuyên màu đen và có phần khô cứng những cái còn lại thậm chí bà cũng chưa thèm liếc lấy một lần quản lý trương theo thói quen nghề nghiệp không nhịn được đi tới cạnh một cái váy màu xanh đen giới thiệu quản lý ân cái này cũng rất đẹp mắt kiểu dáng rất kinh điển sẽ không quá loá mắt hơn nữa màu sắc đặc biệt tôn vinh làn da của bà ân duyệt dung ngước mắt thản nhiên lướt qua chiếc váy xanh đen đó một lần khó coi sắc mặt của quản lý trương cứng đờ, lại vội chỉ sang một chiếc váy tím nhìn có vẻ chính chuyên hơn, vậy cái này bà thấy sao? Lần này ngay cả lời thừa ân duyệt dung cũng lười nói ra, biểu cảm đã nói rõ ghét bỏ. Quản lý trương ngượng ngùng lui ra, không nói thêm gì nữa. Kiều mẫu ở bên cạnh mớm lời, phu nhân, tôi thấy hai bộ đồ quản lý trương đề cử kia đều rất đẹp, rất thích hợp với bà, hay là phu nhân thử một lần xem sao? ân duyệt dung lạnh lùng lườm một cái bà muốn loại đồ vật này được mặc ở trên người tôi thân sắc kiều mẫu đầy bất đắc dĩ đang định nói gì lúc này không biết từ lúc nào đường đường đã xuất hiện líu la líu lo mở miệng nói hai bộ này rất khó coi không xứng với bà nội tôi kiều mẫu theo bản năng nhìn về phía người mới xuất hiện tiểu thiếu ra ân duyệt dung nhìn thấy cậu nhóc nghe được lời của cậu bé sắc mặt mới hơi hơi khá hơn một chút quản lý chưa nghe nói như vậy vốn là có chút mất hứng nhưng thấy người vừa mới nói lại là một đứa bé đẹp trai đáng yêu vì vậy một chút điểm không vui kia liền biến mất không còn không chấp trẻ con à nha vị này là quản lý trương hỏi thăm kiều mẫu giới thiệu đây là tiểu thiếu gia nhà tôi tiểu thiếu gia từ lúc nào ân gia có thêm một tiểu thiếu gia rồi vậy hả nghe nói hình như vị đại thiếu gia ân gia rời nhà đã lâu kia có một đứa con riêng chẳng lẽ là đứa bé kia người ta thần bí như thế quản lý trương không dám hỏi nhiều vội nói trao tiểu thiếu ra không biết cậu thích cái nào cảm thấy cái nào mới thích hợp với bà nội của cậu đây cậu có thể giúp bà nội chọn một cái nha ân duyệt dung ngồi ở một bên cũng không hề ngăn cản chỉ thấy đường đường đi tới trước một dãy quần áo kia đi tới đi lui khá chuyên tâm quan sát dường như đang thật sự tập trung chọn cuối cùng đường đường đi tới phía trước một chiếc váy dạ hội màu đen Kiều mẫu vội nhắc nhở, tiểu thiếu gia, cái này mới vừa rồi phu nhân đã chọn rồi. Đường đường lắc đầu một cái, tôi thích bộ đồ bên cạnh chiếc váy màu đen này, bộ này bà nội mặc khẳng định rất đẹp. Bộ đồ bên cạnh chiếc váy màu đen. Chỉ thấy bên cạnh bộ đồ đen chính là một chiếc váy màu đỏ rực, kiểu dáng mới mẻ độc đáo nhưng lại không đến mức hở hang quá phận, cổ áo và mép váy được thêu tay vô cùng tinh tế. chương 2393, lấy tới, tôi thử xem mắt quản lý trương sáng lên, ánh mắt tiểu thiếu ra thật tốt, kiểu dáng này chính là sản phẩm mới xuất sắc nhất của chuỗi series mùa này của chúng tôi. Chỉ có điều bộ này đặc biệt kén người mặc, người bình thường đúng là rất hiếm người dám thử. Nhưng nếu như là phu nhân mà nói, thật sự là hoàn toàn phù hợp. Chẳng qua, chẳng qua là với tính tình của ân duyệt dung, nhìn kiểu nào cũng sẽ không có khả năng chọn mẫu này, cho nên vừa rồi cô mới hoàn toàn không đề cử đường đường bạch 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 đi tới trước mặt ân duyệt dung bà nội nội mặc bộ này đi bộ này đẹp mắt ân duyệt dung hơi nhíu mày bình tĩnh mà xem xét đường đường chọn cái này đúng là bộ đồ đẹp nhất trong số những trang phục ở đây nếu như với tính tình của bà lúc còn trẻ nhất định sẽ chọn nó nhưng còn bây giờ ân duyệt dung thản nhiên liếc nhìn bộ đồ kia một cái thật sao ta cũng không cảm thấy đẹp mắt cho lắm hai con người đường đường óng ánh đẹp mắt đấy Bà nội mặc lên khẳng định đặc biệt đặc biệt xinh đẹp, đẹp như tiên nữ. Bà nội thử xem đi, Đường Đường muốn ngắm bà nội mặc. Ân Duyệt Dung, màu sắc khó coi. Đường Đường, rất đẹp mắt nha, bà nội nhìn đi, hôm nay Đường Đường cũng mặc đồ màu đỏ đó nha. Sau một hồi lâu trầm mặc, Ân Duyệt Dung lấy tới, tôi thử xem. Kiều Mẫu, quản lý Trương, hai người đều vạn vạn không ngờ tới, Ân Duyệt Dung lại có thể thật sự đồng ý sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được. Vâng vâng vâng, tôi lập tức lấy cho bà. Quản lý trương vội vàng mang bộ đồ từ kệ trương bày xuống. Ân Duyệt Dung nhận bộ đồ, đi vào trong phòng thay. Đợi thật lâu, cuối cùng Ân Duyệt Dung cũng đi ra. Mới vừa bước ra, tất cả người giúp việc trong phòng đều trợn to hai mắt, ngẩn người ra đó. Bình thường phu nhân nhà bọn họ đều luôn mặc đồ màu đen, hơn nữa bao bọc cơ thể mình nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết, thì ra phu nhân nhà mình đẹp mắt như vậy, có khí chất như vậy. Hơn nữa đúng là bộ trang phục này vô cùng kén người, người bình thường căn bản không dám mặc. Cũng chỉ có ân duyệt dung ở độ tuổi và vị trí thế này, mới hoàn toàn khống chế được bộ quần áo này, vì vậy giúp cho khí chất cả người đều phát sinh biến hóa, giúp cho khí thức u ám buồn phiền trên người bà hoàn toàn tiêu tan. Cả người mặc dù đầy kiêu kỳ và sang trọng, nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống phu nhân bà bà mặc bộ đồ này thật là đẹp mắt kiều mẫu không khỏi nhớ lại ân duyệt dung năm đó quản lý trương cũng không ngừng tán dương ánh mắt của tiểu thiếu ra thật sự quá tuyệt vời phu nhân thật sự rất thích hợp với màu sắc này bà nội thật là xinh đẹp bà nội giống như đường đường vậy cậu nhóc vui vẻ đi tới ân duyệt dung đứng ở trước gương nhìn mình trong gương cơ hồ không nhận ra chính mình đây là mình sao bà không nhớ nổi đã bao lâu mình không ăn mặc theo sở thích nghiêm túc đi chọn cho mình một bộ quần áo phu nhân lúc này a trung vội vàng đi tới đang muốn nói gì liếc nhìn ân duyệt dung trước gương cũng thoáng cái ngây ngẩn hắn vẫn chưa bao giờ thấy ân duyệt dung ăn mặc và trương diện như vậy đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại là thằng nhãi con này a trung không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng thông báo phu nhân trọng tài hội bên kia có tin tức chuyển tới có một buổi hội nghị khẩn cấp, yêu cầu bà lập tức đi một chuyến. Ân Duyệt Dung lập tức nghiêm mặt đáp, biết rồi, ta lập tức tới ngay. A à Trung, phu nhân, người tới đón bà đã đợi ở ngoài cửa rồi. Ân Duyệt Dung vốn định đi thay đồ, nghe nói như vậy liền bỏ đi ý nghĩ, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, đi thôi. Nửa giờ sau, bên trong phòng họp tại cao ốc trọng tài hội. Mọi người đang thảo luận các vấn đề liên quan đến xử lý Tần Tung, đang đến hồi kịch liệt, gay cấn. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó liền thấy được một người phụ nữ đi vào. Mọi người ngay từ đầu thoạt nhìn cũng không hề nhận ra là ai. Đợi sau khi thấy được đúng là Ân Duyệt Dung tới, toàn bộ đều hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc. Chương 2394, bà thật sự có trái tim sao? Bên trong phòng họp, xôn xao tiếng bàn tán đầy kinh ngạc. Có chuyện gì? Đây, đây là Ân Duyệt Dung đây là lần đầu tiên tôi nhận ra quản lý ân lại xinh đẹp như vậy. Đã ở cái tuổi này rồi, vậy mà vẫn xinh đẹp như vậy, so với những thiếu nữ mới lớn còn ý nhị hơn. Quản lý ân năm đó nổi danh là một đại mỹ nhân có được hay không? Chẳng qua là sau đó lại luôn ăn mặc như thể nhà có tang, lạnh lùng đến mức muốn sống chớ chọc vào, khiến cho người ta quên mất chuyện này. Ở đây có mấy vị cao tầng lớn tuổi, còn nhớ được một số chuyện năm xưa, giờ phút này không nhịn được suýt xoa, các người nói xem cái vị ở tư gia kia nghĩ như thế nào. Có được một đại mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa có gia thế tốt làm vợ không muốn, lại vứt bỏ hết thảy, đi trốn theo một tiểu nha đầu nghèo ở Hoa Quốc. Tôi nói, khó hiểu nhất chính là ân duyệt dung mới đúng. Với điều kiện của cô ấy, năm đó muốn tuyếp đàn ông như thế nào mà chẳng được, lại khăng khăng bám giết lấy tư hoài trương không buông, quá đáng tiếc. Thấy chủ đề mọi người càng ngày càng đi lệch, Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng cắt đứt mọi người bàn tán, nhìn về phía Ân Duyệt Dung mở miệng nói mời quản lý Ân vào chỗ sức khỏe như thế nào. Ân Duyệt Dung khẽ gật đầu một cái, đa tạ hội trưởng quan tâm đã không đáng ngại. Ồ vậy thì tốt. Dịch Linh Quân nói xong không khỏi có chút hoài nghi. Ân Duyệt Dung vốn là một người điên cuồng vì công việc, từ khi gia nhập trọng tài hội tới nay chưa bao giờ xin nghỉ. Có lần bị người ám sát bụng trúng dao ngày hôm sau vẫn quấn băng gạt đến dự họp như thường. Đây là lần đầu tiên bà xin nghỉ, hơn nữa qua điện thoại, quản gia của bà nói chẳng qua chỉ bị cảm cúm sốt nhẹ, thật sự là khiến người ta bất ngờ. Hôm nay ân duyệt dung vừa xuất hiện, lại ăn diện khác xa ngày bình thường, dĩ nhiên là càng làm cho mọi người nhìn chăm chú. Dịch Linh Quân không khỏi suy nghĩ nhiều, vì sao ân duyệt dung lại đột nhiên xuất hiện nhiều điểm khác thường như vậy. Cùng lúc đó, hôm nay tư giả Hàn cũng dự hội nghị, đang ung dung thản nhiên quan sát Ân Duyệt Dung, anh cũng không thèm quan tâm đến việc người ta mặc quần áo gì, chẳng qua chỉ muốn từ trên thần sắc của mẹ mà phán đoán tình huống của Đường Đường. Anh âm thầm phái người đi Ân gia dò hỏi, kết quả biết được Đường Đường cũng không ở tại Ân gia, hẳn là bị bí mật rời đi. Anh hoài nghi Đường Đường đã bị chuyển tới một sơn trang tư nhân của Ân Duyệt Dung. Chẳng qua là trang viên kia được quản lý nghiêm mật, tất cả đều là tâm phúc của bà ta, tạm thời không có cách nào thám thính được tin tức sau khi hội nghị kết thúc trong hành lang tư giả hàn quản lý ân ân duyệt dung tựa hồ đã sớm biết tư giả hàn sẽ tìm mình lãnh đạm bình tĩnh xoay người có chuyện tư giả hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề quản lý ân định lúc nào thả người ân duyệt dung lạnh nhạt nói dù sao cũng là lần đầu tiên được gặp cháu mình dĩ nhiên là muốn giữ lại thêm mấy ngày tư giả hàn mặt như sương lạnh chỉ sợ là con nuôi của bà không chịu nổi được mấy ngày ân duyệt dung cười đầy trào phúng ô a à cửu mẹ vẫn nghĩ là con sẽ hiểu rất rõ mẹ cơ đấy tại sao con sẽ cho rằng con có thể dùng ân hành để uy hiếp mẹ tư giả hàn nghe vậy hơi nhíu mày oản oản cũng đã nói những lời không sai biệt lắm nhưng mà ân duyệt dung không tiếc dùng ân hành để thay thế mình hơn nữa đã xác định để cho hắn tiếp nhận vị trí gia chủ ân gia, thậm chí đã từng vì cứu ân hành mà không tiếc tánh mạng làm sao sẽ có thể không để ý sống chết của hắn ân duyệt dung thu hồi nụ cười, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ân hành chết sống mẹ cũng không quan tâm, nếu con thích, cứ giữ lấy mà chơi, muốn chém muốn giết muốn róc thịt, con cứ tùy hứng. Tư giả hàn lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, đáy mắt u ám như màu mực, ân duyệt. Dung, bà thật sự có trái tim sao? chương 2395, tưới thêm dầu vào lửa. Tại sao một người có thể vô tình và máu lạnh tới mức này? rốt cuộc cái gì thì bà ta mới quan tâm. Câu nói như hàn băng lạnh thấu tim, sống lưng của ân duyệt dung chợt cứng đờ. Một lát sau, ân duyệt dung chậm rãi ngẩng đầu lên, con trai ngoan, cuối cùng con cũng hiểu được mẹ con là người như thế nào. Như vậy mới đúng, không phải sao. Ân duyệt dung dừng một chút, tiếp tục nói, ồ đúng rồi, nói cho con biết một tiếng, đứa bé kia tên gì, đường đường thật sao. Thằng nhãi danh kia thật là quá giống mẹ nó, khiến người ta chán ghét y chang nhau. Con yên tâm, mẹ sẽ giữ nó lại, chiều đãi thật tốt." Ân Duyệt Dung, đáy mắt Tư giả Hàn đột nhiên tràn ra hàn ý lạnh thấu xương. Ân Duyệt Dung không nói một lời, trực tiếp xoay người rời đi. "Tư gia?" Lúc Tư giả Hàn trở về, Lâm Khuyết suýt chút nữa cho là cao ốc trọng tài hội bị đánh bom, bởi vì thật sự cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy sắc mặt của Tư giả Hàn khó coi đến như vậy. Lâm Khuyết lẩn tránh xa xa truy hỏi, "Cửu, Cửu ca, có chuyện gì vậy?" Diệp Oản Oản nhận được cuộc gọi của Lâm Khuyết, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết vội vã tiến tới, cửu tẩu, cô nhanh đi hỏi một chút, biểu cảm của cửu ca dọa chết người. Diệp Oản Oản chậm rãi đi tới, nhìn thấy bộ dáng này của tư giả hàn, khe khẽ thở dài, có phải là đã gặp mẹ anh rồi hay không? Tư giả hàn yên lặng không nói, Diệp Oản Oản biết ngay là mình đã đoán chúng 80 đến 90%. Gây gỗ à, sắc mặt Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ, hai người với tính tình như vậy, vừa thấy mặt nhất định là như sao thủy đụng địa cầu, muốn dùng đàm phán giải quyết tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ có thể là tưới thêm dầu vào lửa mà thôi. Một bên, Lâm Khuyết gật đầu liên tục, chị dâu thật sự là hiểu rất rõ bọn họ. Tư giả hàn, Oản Oản, thật có lỗi. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai, tại sao phải nói xin lỗi với em, chuyện này không phải là lỗi của anh. Có một người mẹ như vậy, đã là bi ai lớn nhất đời anh, làm sao lại là sai lầm của anh cơ chứ? Tư giả hàn dai mi tâm một cái, lâm khuyết, lập tức phái người đi thăm dò, chỉ cần xác định đường đường ở tại vạn mai Sơn Trang, lập tức điều động tất cả nhân lực hiện có, bao gồm người của Atula. Lâm khuyết ngẩn ngơ, sao bật thốt chửi thề sao? Cửu ca anh muốn làm gì? Anh muốn cướp người sao? Diệp oản oản mặt đầy kinh ngạc, thế lực ân duyệt dung không thể khinh thường, huống chi nơi này còn là thiên thủy thành, là địa bàn của bà ấy. Tư giả hàn, oản oản, em không hiểu bà ấy, kéo dài nữa, đường đường sẽ gặp nguy hiểm. Ân duyệt dung thậm chí có khả năng bấu lấy đường đường cả đời không thả. Anh tuyệt đối không cho phép đường đường phải trải qua chuyện giống như mình. Diệp oản oản nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhất thời cũng có chút không biết nên quyết định như thế nào. Thật ra thì nàng từng suy nghĩ cẩn thận, ân duyệt dung giữ chặt lấy đường đường thật sự là không có bất kỳ tác dụng nào giống như là trước đó dịch linh quân từng nói, chẳng qua là bà gây khó dễ vì thể diện, đợi thư thả lại ít hôm, cộng thêm dịch linh quân giải hòa từ bên trong, có khả năng rất cao người sẽ được thả ra. Nhưng mà, dù sao tư giả hàn và ân duyệt dung cũng là mẹ con, tự nhiên rất hiểu nhau. Hôm nay sợ là thời điểm anh và ân duyệt dung gặp mặt, ân duyệt dung nói cái gì mới khiến cho anh kích động như thế. Được rồi, đợi khi xác định được vị trí hiện tại của đường đường, em sẽ để cho đại trưởng lão bên kia cũng điều động thêm nhân lực qua. Cuối cùng Diệp Oản Oản cũng đưa ra quyết định. Vì an nguy của đường đường, nàng cũng không thể chờ đợi được lâu như vậy. Vạn Mai Sơn Trang Lúc ân duyệt sung trở về sắc mặt khó coi vô cùng. Tất cả mọi người giúp việc đều nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh. Ngay cả A Trung cũng không dám tiến lên. chương 2396, không nên làm cho phụ nữ tức giận. Kiều mẫu cẩn thận đi tới hỏi thăm, phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ân Duyệt Dung không nói một lời tiến vào thư phòng, sau đó không hề trở ra. Lúc này, đường đường đi tới Kiều mẫu, Kiều mẫu, bà nội đâu? Kiều mẫu đang lo âu, nhìn thấy đường đường, ánh mắt sáng lên, tiểu thiếu ra, tâm tình bà nội cậu có vẻ như không được tốt, vẫn đang tự giam mình ở trong phòng. Đường đường cau mày, có phải là có người khi dễ bà nội hay không? Kiều Mẫu, chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Coi như là trọng tài hội cũng không một ai có thể khiến cho phu nhân nhà bọn họ chịu thua thiệt. Kiều Mẫu, tôi hơi lo lắng cho bà nội, tôi có thể vào xem bà nội một chút không? Cậu bé ngỏ lời. Kiều Mẫu có chút do dự. Chuyện này. A à, Trung bưng ly nước trà đi tới, trợn mắt nhìn, chỗ trọng yếu như thư phòng, trừ phu nhân, không một ai có thể vào. Kiều Mẫu bất đắc dĩ đáp, thật có lỗi thưa tiểu thiếu gia. Nếu như không được phu nhân cho phép, quả thật là bất luận kẻ nào cũng không được đi vào thư phòng. A Trung hừ một tiếng, đi tới cửa thư phòng, nhẹ giọng nói, phu nhân, tôi pha cho bà ly trà giải nhiệt. Không đợi A Trung nói xong, cửa phòng, choang, một tiếng bị một cái ly đập trúng từ bên trong, tạo thành tiếng ly vỡ nát, cút. A Trung bị hù đến bùn rùn cả người, vâng, vâng, xem ra quả thật là lần này phu nhân tức giận không hề nhẹ dường như đã rất lâu chưa từng thấy phu nhân tức giận đến như vậy. đường đường nhíu chặt chân mày, đứng ở trước cửa khe khẽ gõ cửa một cái. bà nội, con là đường đường, con có thể vào không? a à trung lập tức chừng mắt lườm nhóc một cái, nhãi con, mày muốn chết à? đường đường không để ý đến hắn, đầy đáng thương nhõng nhẽo nói, bà nội, a à trung lại ăn hiếp con. đường đường rất sợ. a à trung nhất thời trợn to hai mắt, đệt, tên oát con này, lại còn tố cáo bất quá mày cho rằng ân duyệt dung sẽ quan tâm đến mày sao mày nghĩ mày là ai a trung đang cười trào phúng lúc này cửa thư phòng đột nhiên được mở ra ân duyệt dung sắc mặt âm trầm đứng ở cửa nhìn về phía a trung làm ồn đủ chưa a trung sợ đến không dám nói lấy một câu ân duyệt dung có vẻ mất kiên nhẫn tự mình đi đến hình đường lãnh phạt mặt a trung nhất thời không cách nào tin tưởng phu nhân rõ ràng là tên oát con này đang gây ồn ào Ân Duyệt Dung không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn cậu nhóc dưới chân một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống cha nhóc như đúc, sắc mặt càng lạnh hơn. Ân Duyệt Dung đang bùng phát cơn giận, kết quả, cậu nhóc bên chân đột nhiên giang bàn tay nhỏ ngắn về phía bà, mặt đầy ủy khuất, nước mắt lưng tròng nhìn bà, nhõng nhẽo yêu cầu, bà nội. Bà nội ôm một cái. Ân Duyệt Dung. Một giây đồng hồ. Hai giây. Tựa hồ là bởi vì bà nội không để ý tới mình, ánh mắt cậu nhóc càng ngày càng ủy khuất. Ba giây, ân duyệt dung, cúi người xuống, cúi người bế cậu bé lên. Kiều mẫu, A à Trung, hắn vừa thấy cái gì vậy? Phu nhân, phu nhân lại có thể ôm thằng nhãi con này. Ân duyệt dung ôm lấy đường đường tiến vào thư phòng, sau đó ầm, một tiếng đóng cửa lại rồi. Sau khi vào phòng, mặc dù ân duyệt dung đem đường đường để xuống rồi, nhưng cũng không hề đuổi nhóc đi đường đường liền bạch 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 trực tiếp dính đến trước mặt bà. Cậu bé đầy quan tâm hỏi thăm, bà nội, tại sao nội lại thương tâm vậy? Ân duyệt dung nghe vậy, thần sắc khẽ run, thương tâm. Đứa nhỏ này vì sao lại nói là bà thương tâm? Bà nội, là tên đại bại hoại nào khi dễ nội? Ân duyệt dung nhìn cậu bé một cái, nếu như người này là cha con thì sao? Con người đường đường khẽ chuyển động, không chút do dự trả lời, vậy thì cha cũng là đại bại hoại ân duyệt dung tại sao, làm sao con biết là lỗi của cha con. Đường đường đáp như lẽ đương nhiên, bởi vì là một người đàn ông, hẳn là nên trở che cho phụ nữ, không nên làm cho phụ nữ tức giận. chương 2397, băng tuyết tan giã. Đối với câu trả lời của đường đường, ân duyệt dung có chút sở khóc sở cười, nhưng phần tâm tình u buồn trong lòng kia, lại bởi vì một câu nói của đứa nhỏ này, không hiểu vì sao lại tiêu tán. Cậu nhóc mềm giọng an ủi bà nội, bà nội, nội đừng nóng giận, tức giận sẽ không xinh đẹp nữa. Bà nội, hoa mai bên ngoài rất đẹp, đường đường bồi nội đi ngắm hoa nhé. Ân Duyệt Dung, được. Sau khi đường đường cùng Ân Duyệt Dung đi vào, Kiều Mẫu vẫn đầy lo âu chờ mãi ngoài cửa, lo lắng phu nhân sẽ giận cá chém thất, chút giận lên đầu cậu bé. Thật không ngờ, chờ chưa được bao lâu, đã thấy hai người đi ra, mà biểu cảm của Ân Duyệt Dung dường như đã hỏa hoãn đi không ít hai ngày này, khí trời có chút lạnh, ân duyệt dung nhìn cậu bé bên cạnh một cái, ngay sau đó dặn dò kiều mẫu, đi chuẩn bị áo ấm dày một chút cho cháu tôi. Bà nội, thân thể của đường đường rất tốt, không lạnh. Dừng mai gió lớn. Cảm ơn bà nội, bà nội đối với đường đường thật tốt. Cậu bé mặt đầy vui vẻ. Ân duyệt dung sụ mặt, cũng không để lộ cảm xúc gì, kiều mẫu, ngày mai đi chuẩn bị thêm chút ít quần áo. Kiều mẫu nhất thời hiểu ra, phu nhân lại được tiểu thiếu gia dỗ thành công rồi mau chóng gật đầu liên tục vâng 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 phu nhân tôi lập tức chuẩn bị ngay sau khi mặc áo khoác thật dày hai người cùng đi đến rừng mai cậu nhóc mặc áo khoác bông màu trắng đi ở trong tuyết giống như một quả tuyết cầu tí hon qua wow, thật là đẹp bà nội mau tới đây cậu nhóc bước nhanh ở trong khu rừng nhỏ bất quá còn chưa chạy được mấy bước đã quay trở về theo đường cũ đi tới bên cạnh ân duyệt dung đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay ân duyệt dung, bà nội, con dẫn nội đi, nội cẩn thận bị trượt té nhé. Ân duyệt dung cúi đầu liếc nhìn bàn tay được cậu nhóc nắm lấy, khẽ nâng một cái, cuối cùng vẫn không hề rút trở về. Dọc theo đường đi, cậu bé liếng thoáng trò chuyện cùng bà nội, có thể nhìn ra được rất muốn làm cho bà nội vui. Bà nội, những bông hoa này là do nội trồng sao? Bà nội con chụp hình cho nội nhé. Bà nội, tuyết thật là trắng nha, trắng giống như màu lông của Đại Bạch vậy. Đúng rồi, Đại Bạch là một con hổ trắng lớn, là bạn của con. Hổ trắng, không biết ân duyệt dung nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút đăm chiêu. Đúng rồi, Đại Bạch rất mềm mại, rất đáng yêu, nếu như nội thấy nhất định cũng sẽ thích Đại Bạch đấy. Sau này con sẽ giới thiệu cho bà nội làm quen, đúng rồi còn có Đại Hắc, Đại Hắc là một con báo màu đen. Trên mặt đất bị lớp tuyết dày trắng phao phao bao trùm, có hai hàng dấu chân đi bên nhau, cứ thế nối dài đến nơi sâu trong rừng mai. Ân Duyệt Dung và Đường Đường cùng ngắm hoa một hồi, sau đó trở về lại thư phòng. Đường Đường bẻ một nhành hoa mai, giúp Ân Duyệt Dung cắm vào trong bình hoa trên bàn sách. Thư phòng âm trầm lạnh tanh như có thêm chút sắc màu ấm, vậy mà sáng hơn không ít. Ân Duyệt Dung mở ngăn kéo bàn đọc sách, lấy một chiếc bút máy ra. Bút máy tựa hồ như được chế tác riêng, phía trên có khắc họa tiết hoa mai, phần thân bút còn có một chiếc nút bấm, có chức năng ghi âm. Bà nội, cây bút này thật là đẹp. Cho con đó, ân duyệt dung đem bút máy đưa cho cậu bé, cảm ơn hoa mai của con, có qua có lại. Cảm ơn bà nội, cậu nhóc đầy vui vẻ nhận lấy, cẩn thận giấu vào trong ngực, sau đó tiến tới, chụt một cái hôn lên gò má của ân duyệt dung. Dường như ân duyệt dung cũng không quen thân mật như vậy, thân thể có chút cứng đờ, mặt không cảm xúc nói chẳng qua chỉ là một cây bút mà thôi. Đường Đường nghiêm túc lắc đầu một cái, không giống nhau. Đây là bút máy bà nội tặng cho con. Sáng sớm hôm sau, Đường Đường mới vừa rời giường, liền nhìn thấy trong phòng có thêm rất nhiều quần áo mới, trên bàn còn có một cái hũ lớn đủ mọi màu sắc. Mở ra xem, bên trong chiếc bình lớn đổ đầy kẹo sữa bò, là cái loại kẹo sữa bò ngày đó Đường Đường cho Ân Duyệt Dung ăn. Chương 2398, đang tuổi ăn tuổi lớn. Mấy ngày kế tiếp cơ bản là ân duyệt dung đều ở lại vạn mai sơn trang ở ngoài vạn mai sơn trang thủ vệ càng thêm xâm nghiêm tất cả đều sẵn sàng tinh thần và thế trận để đón địch bất quá bên trong sơn trang này lại là bầu không khí hoàn toàn khác biệt hôm đó khi ân duyệt dung mang theo sắc mặt đầy khó coi trở về từ trọng tài hội đám người giúp việc đều cho rằng nhất định mấy ngày kế tiếp sẽ phải gặp xui xẻo nhưng không ngờ ân duyệt dung thoát cái liền khôi phục như thường thậm chí tâm tình dường như còn tốt hơn thường ngày. Kiều mẫu vui vẻ không thôi, vốn là hy vọng ân duyệt dung có thể nghĩ thông suốt mau nhanh thả cậu nhóc về, bây giờ lại thật lòng mong rằng tiểu thiếu gia có thể ở lại thêm ít ngày. Sau khi tiểu thiếu gia đến, mặc dù phu nhân vẫn thể hiện vẻ lạnh lùng khó gần trước sau như một, nhưng lúc đối mặt với tiểu thiếu gia, lại tỏ ra nhẫn lại chưa từng thấy. Cuống chi tiểu thiếu gia đáng yêu như thế, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, tất cả người giúp việc trong trang viên đều đã vô cùng yêu thích cậu bé. Bắt đầu từ ngày đó, ân duyệt dung đã thầm chấp nhận cho đường đường có thể tùy ý ra vào thư phòng và phòng ngủ của bà. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông ấm áp, ân duyệt dung ngồi ở trước bàn đọc sách làm việc, đường đường liền lặng yên đợi ở một bên vẽ tranh. Hai bà cháu hòa hợp đến lạ, cứ như đã gắn bó bên nhau không biết bao nhiêu năm tháng. Kiều mẫu nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, phu nhân. Ân duyệt dung, vào đi. Kiều mẫu đẩy cửa đi vào, nhìn một màn trước mắt, nơi hốc mắt không nhịn được có chút phiếm hồng phu nhân hôm nay muốn ăn gì tôi cho phòng bếp đi chuẩn bị kiều mẫu hỏi ân duyệt dung không hề ngẩng đầu tùy ý đối với thức ăn từ trước đến giờ bà đều không có yêu cầu gì đặc biệt vì vậy kiều mẫu liền nhìn về phía đường đường tiểu thiếu ra vậy cậu thì sao cậu muốn ăn cái gì đường đường rừng cây cọ vẽ suy nghĩ một chút kiều mẫu tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt Kiều Mẫu nghe vậy, thần sắc hơi có chút khó xử, chuyện này. Mấy năm nay Ân Duyệt Dung đều ăn chay trường, ba bữa cơm tại Ân gia toàn bộ đều là thức ăn chay, chưa từng có ngoại lệ. Kiều Mẫu thử thăm dò nhìn về phía Ân Duyệt Dung hỏi ý, "Phu nhân, hay là để cho phòng bếp chuẩn bị một chút thịt?" Thấy thần sắc Ân Duyệt Dung không vui, Kiều Mẫu lại lập tức bổ sung một câu, "Phu nhân, dù sao trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn." Ân Duyệt Dung nghe câu, "Đang tuổi ăn tuổi lớn, kia của Kiều Mẫu?" liền đáp lời cũng được. Kiều mẫu nhất thời vui mừng, được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị ngay. Mấy ngày nay đều luôn là như vậy, chỉ cần là tiểu thiếu ra yêu cầu, mặc dù ân duyệt dung sẽ thường xuyên tỏ vẻ không vui trên mặt, nhưng cuối cùng đều sẽ thỏa mãn, đáp ứng. Bà nội, nội đã làm việc liên tục được 2 giờ rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Đường đường bồi nội nói chuyện phiếm nhé, cậu nhóc bạch 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 chạy đến trước mặt bà nội. Ân Duyệt Dung buông tập văn kiện trong tay xuống, trò chuyện gì? Hiện tại cậu nhóc hầu như đã trở thành đốc công của bà, mỗi ngày lúc bà làm việc đều ở bên cạnh, khi đến giờ liền thúc giục bà nghỉ ngơi, cùng bà nói chuyện phiếm. Thoạt tiên bà chẳng qua chỉ nghe cho qua chuyện, sau đó lại quen dần việc cậu bé sẽ tìm mình nói chuyện phiếm, dần dần cũng sẽ đáp lại. Đường đường tò mò hỏi thăm, bà nội, tên của cha là do nội đặt sao? Ân duyệt dung, ừm. Đường đường lập tức hỏi, vậy thì tên của cha bắt nguồn từ đâu, có ngụ ý gì sao? Thần sắc Ân Duyệt Dung khẽ run lên, thời gian quá lâu rồi, không nhớ rõ. Đại khái là bởi vì, ngày đó ta sinh cha con là vào một buổi tối tháng chạp, đêm hôm đó rất lạnh. Ký ức về đêm đó của bà đã mơ hồ theo năm tháng. Thứ duy nhất rõ ràng chính là lạnh, giá rét thấu xương. Chương 2399, tự mình xuống bếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường tựa hồ có chút cạn lời đêm hôm đó rất lạnh cho nên liền đặt tên là giả hàn sao bà nội cái tên do nội đặt này thật có chút tùy tiện à nha sao tư giả hàn cie si han giả e, bằng ban đêm hàn han bằng lạnh sắc mặt của ân duyệt dung vốn còn có chút âm lãnh cuối cùng bị biểu cảm của cậu nhóc chọc cho khóe môi trẻ mỉm cười phải không đường đường lập tức đáp lời đúng vậy mà quá tùy tiện rồi tên của đường đường chính là do mẹ con rất nghiêm túc nghĩ ra được đấy tên của đường đường nhiếp đường tiêu đường tiêu vậy thì tên của con là có ngụ ý gì ân duyệt sung hỏi đường đường nháy nháy mắt bà nội đoán xem ân duyệt sung thoáng suy nghĩ một chút đường đường chính chính tiêu sái xuất trần đường đường lắc đầu mặt đầy tự hào giới thiệu không phải đâu nha là bởi vì mẹ con đặc biệt đặc biệt thích ăn xương sườn non giấm đường sốt tiêu cho nên mẹ đặt cho con tên gọi là nhiếp đường tiêu ân duyệt sung giấm đường Sốt tiêu, xương sườn non. Xác định là cái tên này không tùy tiện sao. Chỉ thấy cậu nhóc đặc biệt vui vẻ tiếp tục khoe với ân duyệt dung, xương sườn non giấm đường sốt tiêu là thức ăn mẹ yêu thích nhất. Mẹ dùng thứ yêu thích nhất đặt tên cho đường đường. Điều này có nghĩa là mẹ đặc biệt, đặc biệt yêu thích đường đường. Bà nội, có phải là rất êm tai hay không? Ân duyệt dung nhìn gương mặt nhỏ sáng rỡ và con người lấp lánh như ánh sao ngập tràn của cậu bé, ánh mắt không khỏi dần dần trở nên nhu hòa ưm tên rất hay. Cái tên nhìn như rất vì tiện, nhưng lại ấm áp như vậy. Đường đường có chút tiếc núi than thở, hích, đáng tiếc tài nấu nướng của cha và mẹ con cũng không tốt, làm xương sườn non giấm đường sốt tiêu cũng không dễ ăn. Bà nội, nội biết làm sườn xào chua ngọt sao? Ân Duyệt Dung nghe vậy, chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên trầm mặc đi, không nói gì. Hầu như bà đã quên rằng, thật ra thì mình biết nấu cơm. Năm đó vì tư hoài trương, đã bỏ biết bao tâm huyết rèn luyện kỹ thuật nấu ăn. Chẳng qua là ông ta chưa từng ăn lấy một lần. Vậy mà bà lại từng thấy ông ta ăn cơm hộp do cô gái kia làm mang đến công ty. Trong cặp lồng đựng cơm, màu sắc thức ăn rất phụng về, thậm chí có chút khét, ông ta lại coi như bảo bối. Bởi vì bà làm đổ chút cơm mà cô gái kia chuẩn bị, mà nổi trận lôi đình đối với bà. Từ đó về sau, bà không còn xuống bếp nữa. Đường Đường, bà nội, bà nội ân duyệt dung phục hồi lại tinh thần biết một chút đường đường nhất thời mặt đầy mong đợi và sùng bái có thật không bà nội biết làm ân duyệt dung muốn ăn đường đường thành thực gật đầu muốn ăn cơm do bà nội làm cùng lúc đó trong phòng bếp a trung đang nổi giận đùa sao phải làm món ăn mặn bà không biết mấy năm nay phu nhân vẫn luôn ăn chay sao vứt cho thằng nhãi danh kia một miếng ăn ké đã là rất không tệ rồi lại còn kén cá trọn canh tôi nhất định phải đi tìm phu nhân nói lý lẽ mới được. Kiều mẫu đang muốn đáp lại, lúc này, từ sau lưng truyền tới âm thanh của ân duyệt dung, tìm ta làm cái gì. A à Trung vội vàng khí thế hung hăng tiến lên tố cáo, phu nhân, kiều mẫu càng ngày càng không có quy củ, lại muốn để cho đầu bếp làm món ăn mặn cho thằng nhãi con kia. Chẳng lẽ bà ta không biết phu nhân không nhìn được thức ăn mặn sao? Đây là giáp tâm làm cái gì? Rõ ràng là cố ý khiến cho phu nhân không thoải mái ân duyệt dung thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái ai nói ta muốn đầu bếp làm món ăn mặn a à trung nghe đến đây nhất thời càng thêm phách lối kiều mẫu bà lại còn lừa gạt tôi nói là mệnh lệnh của phu nhân quả thật là to gan lớn mật kiều mẫu có chút không biết làm sao phu nhân chuyện này ân duyệt dung vừa ung dung thong thả sắn tay áo lên vừa nói kiều mẫu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi tôi tự mình nấu kiều mẫu a à trung tôi là ai đây là đâu? Cái gì? Phu nhân lại muốn tự mình xuống bếp. A à, Trung trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được. chương 2400, ai to gan như vậy? Trong biệt thự của Tư Dạ Hàn, sau khi trải qua mấy ngày điều tra và chuẩn bị, Tư Giả Hàn đã xác định được vị trí hiện tại của đường đường, biết rõ tình hình bài bố thủ vệ tại Vạn Mai Sơn Trang. Cùng lúc đó, nhân lực cũng đã được triệu tập đầy đủ, tùy thời có thể hành động. Vừa nghĩ tới phải tấn công địa phương đáng sợ nhất Thiên Thủy Thành, Vạn Mai Sơn Trang, Lâm Khuyết cũng không khỏi sợ hãi, Vạn Mai Sơn Trang là nơi ân duyệt dung chuyên dùng để nuôi cổ, độc trùng khắp nơi, toàn bộ cánh rừng chung quanh tràn ngập trướng khí. Thiên Thủy Thành căn bản là không ai dám đến gần. Diệp Oản Oản nói, tôi đã nhờ anh tôi để cho Tử Quỷ chuẩn bị sẵn thuốc giải, một lát nữa anh phát cho tất cả mọi người, có thể kháng lại độc trùng và trướng khí. Vừa nghĩ tới đường đường phải đợi lâu ở một nơi đáng sợ như vậy, Lòng Diệp Oản Oản cũng như lửa đốt. Ban đầu nàng vẫn cho rằng Ân Duyệt Dung chẳng qua chỉ gây khó dễ vì thể diện, qua mấy ngày nhất định sẽ dùng đường đường để trao đổi lấy ân hành. Ai ngờ đâu, Dịch Linh Quân bên kia thử thăm dò Ân Duyệt Dung nhiều lần, mà bà ta đều bất động như núi. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của trọng tài hội, nếu như làm huyên náo lớn lên, chắc chắn trọng tài hội sẽ không mặc kệ, đến lúc đó Dịch Linh Quân cũng sẽ khó xử cho nên mấy ngày nay nàng an ủi tư giả hàn, nhưng vẫn luôn nhẫn nại, đợi tin tức của dịch linh quân. Kết quả 7 ngày trôi qua, ân duyệt dung vẫn còn chưa thả người. Bây giờ bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Cửu ca, cửu tẩu, vậy, chúng ta có nên chờ sắc trời tối thêm một chút nữa hay không? Nửa đêm hành động sẽ ổn hơn, lâm khuyết khuyên nhủ. Ánh mắt tư giả hàn không có chút ba động nào, thông báo tất cả mọi người, lập tức lên đường. Hiện tại chế nãi thêm một khắc, đường đường sẽ chịu thêm một phần nguy hiểm. thân sắc Diệp Hoàn Hoàn đầy bất đắc dĩ, anh cho rằng ân duyệt dung sẽ không có chuẩn bị sao. Thật ra thì hành động ban ngày hay ban đêm, cơ bản không khác gì nhau cả. Lâm khuyết, ạc. Đối với lời này của Diệp Hoàn oản hắn không cách nào phản bác. Đây chỉ đơn thuần là xin đi tìm chết chế hơn một chút mà thôi. Cuối cùng, Tư Giả Hàn và Diệp oản oản tự mình dẫn một đội quân tinh nhuệ trực tiếp thẳng tiến Vạn Mai Sơn Trang. Vạn Mai Sơn Trang, Kiều Mẫu sai người đi mua nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, thậm chí còn chuẩn bị cả tạp dề nấu ăn. Ân Duyệt Dung thay đồ ở nhà, rửa tay, mặc tạp dề, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối ở trong phòng bếp. Đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa xuống bếp, vốn cho rằng sẽ rất xa lạ. Nhưng mà, lúc cầm con dao lên, cảm giác quen thuộc lại quay trở về. Giờ phút này bà mới phát hiện, những ký ức kia thật ra chưa bao giờ biến mất hay phai mờ, chẳng qua chỉ là bị bà giấu ở chỗ sâu trong tim. Bà chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ có một ngày xuống bếp vì một người nào đó. Phòng bếp nhiều khói, Ân Duyệt Dung không cho phép Đường Đường đi vào, vì vậy cậu bé chỉ có thể dương mắt chờ ở phòng ăn. "Tiểu thiếu gia, phu nhân đang nấu ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi chơi ở chỗ này, chờ một chút nha." Kiều Mẫu dịu dàng nói. "Đường Đường, được." Kiều mẫu dặn dò tiểu thiếu ra xong, liền quay trở lại phòng bếp, tiếp tục giúp ân duyệt dung. Kết quả, mới vừa đi được nửa đường, bên ngoài đột nhiên có người hoang mang rối loạn chạy vào, kiều quản gia. Kiều quản gia, không xong rồi. Kiều mẫu khẽ nhíu mày, ồn ào gì đó. Xảy ra chuyện gì? Gã hộ vệ thở hổn hển nói, bên ngoài có người tự tiện xông vào, hơn nữa tốc độ rất nhanh, vào lúc này đã đến dưới chân núi rồi. Kiều mẫu nhất thời giận dữ, người nói cái gì? Ai gan to như vậy, ngay cả vạn Mai Sơn Trang cũng dám xông vào. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2400